Cho nên á, mình cúng nghĩa là mình cung cấp. Mà cái quan trọng là mình làm sao để mình làm cho cái gia đình mình, cho cái hoàn cảnh nó tốt, chứ không phải mình cúng mà nó hết. Theo tín ngưỡng dân gian thì người ta cúng cúng sao gì, cúng cái sao đó. Thí dụ người ta nói năm nay sao gì, sao kế đô. Nghe chữ sao kế đô là thấy làm sao? Nặng dữ lắm. Nam La Hầu, nữ kế đô. La Hầu là gì? Lật ngược lại, mình được quyền la người hầu. Kế đô là gì? Kế là đếm, đô là tiền đô. Năm nay giàu lắm, trúng số, có tiền nhiều để đếm. Ở đây á, Pháp Hòa chỉ vui với quý vị chút, nhưng mà Pháp Hòa chỉ muốn thưa là mình muốn cúng thì cái đó quyền của mình. Nhưng mình nhớ là hễ mình cúng cái này á, thì không được gọi cái này của đạo Phật. Muốn cúng là chuyện của mình, quyền của mình thích làm theo kiểu đó mình cúng. Nhưng không được nói cái này của đạo Phật. Đạo Phật không có cúng tam tai. Đạo Phật không có cúng sao giải hạn. Mình không cần cúng mà đạo Phật dạy cho mình cách tu để mình giải cái tai ách cho mình. Mỗi tháng mình vẫn cúng mà mình gặp ai mình cũng nói xấu hết thì thế nào mình cũng bị bạc tai chứ không phải là tam tai nữa. Người nào mà cũng nói xấu hết thì cúng 10 ông sao nào mà xuống sao che che chở cho mình nói. Rồi cuối cùng mình cúng quá trời, ông nói thôi bó tay. Thà khỏi có cần phải cúng tam tai. Quan trọng là cách sống của mình. Cách sống của mình mà thông rồi đó thì không có chỗ nào mình gặp tai ương hoạn nạn hết. Để mà kể cho chúng nghe câu chuyện. Đây là một câu chuyện có thật của một ông đại gia bên Hồng Kông. Thì cái ông này ông giàu lắm. Ông mới mời ông thầy địa lý về coi phong thủy cho ông. Thì trên đường đi thì ông thấy cái ông đại gia này nè. Ông thấy ông đại gia này nè. Thắng xe cái kịch. Qua tuốt bên đường thắng cái kịch. Bước xuống xe, băng qua lộ, móc tiền trong túi cho mấy cái đứa nhỏ nghèo nó đang ngồi bên vệ đường. Ông nói, cái ông kia mới nói, ủa tại sao tôi thấy nhưng mà giờ tôi mà ngừng lại giữa đường là đụng xe ở đằng sau, cho nên tôi phải tấp vô. Rồi tôi băng qua nhỏ đó, băng qua lộ tôi cho, và đồng thời tôi cũng an ủi mấy đứa nhỏ. Leo xe đi tiếp. Đi được một đoạn, cái xe kia nó lủi ra mà nó không có coi. Thì cái ông này ông thắng ông nhường. Thì ông thầy coi phong thủy mới hỏi, ủa sao lại... Chắc người ta cần gấp chuyện để đi. Thôi để cái mình nhường cho người ta đi chứ mắc chi mình gấp rút gì đâu. Con chở thầy từ từ đi, chắc họ gấp cho nên họ mới dữ dội vậy đó. Đi tới một đoạn khác, thấy một cái đứa nhỏ nó băng qua đường. Ông thắng cho nó qua rồi, ông lái xe lên ông dừng lại ông nhìn kiến hậu. Ông thầy bói ông để ý con này làm gì. Thấy đứa nhỏ băng qua lộ cho đàng hoàng đi rồi ông mới đi. Hỏi tại sao? Nói mấy đứa nhỏ nhiều khi nó đi không có cẩn thận. Mình phải chắc chắn nó qua đường an toàn rồi mình đi cũng không sao. Ông thầy phong thủy trong một cái chuyến, ông này mời tôi về coi phong thủy cho ổng. Mà trên con đường về nhà ổng tôi thấy ba việc ổng làm. Ông thầy phong thủy đó thôi, anh quẹo xe chở tôi về nhà tôi đi. Nhà anh phong thủy tốt lắm rồi. Quý vị hiểu được câu chuyện không? Đâu có cần coi phong thủy. Một con người sống như vậy thì đức tràn chứ làm sao mà có tổn phước tổn giảm gì được mà phải cúng tam tai coi phong thủy. Thành thử ra mình là một phong thủy tốt nhất của chính mình chứ chẳng cần ai làm gì cả. Còn nếu mình muốn làm cứ làm, nhưng mà nhớ không được gọi cái đâu có đạo Phật. Mình muốn cúng tam tai, muốn cúng giải ách gì đó chuyện của mình. Mà nó khổ một cái chỗ nào mà có cái nhang lên kiểu của đạo Phật hết à. Trời ơi, nó bó mấy bó xả, nó dứt tóc nha. Để ngay giữa đường đánh tiểu nhân. Tao đánh cho mày chết, tao đánh cho mày chết. Mà chỗ nào có nhang, có đèn, cái là quy nạp gì hết cái đó của đạo Phật. Đạo Phật đâu có mấy cái đó. Vậy cho nên mình muốn làm gì mình cứ làm. Nhưng mà hễ cái nào không phải của đạo Phật thì nói rõ này không phải của đạo Phật. Vậy thôi. Còn cái chuyện...
ông thầy phong thủy đó, ông tự biết, ông tự lượng sức ông không? Ông là một nhà phong thủy nổi tiếng, được cái ông đại gia người Hồng Kông muốn mời về để coi phong thủy. Vậy mà ông cũng phải nói thôi, chở tôi về đi, không cần coi nữa đâu. Nhà anh phong thủy tốt lắm rồi. Giờ mình nghiệm lại coi mình đã sống được một chút nào, dư sức, mình đã từng làm. Thành thử ra tự nhiên gia đình mình có phong thủy. Phong là gió mà, thủy là nước. Nhà mình có nhiều khi không phải gió nhiều, gió ít đâu nha. Cuồng phong không, là những cơn thịnh nộ của mình. Xin thầy hoan hỷ giải thích cho con được biết, cũng là đạo Phật nhưng sao chia hai bên Nam Tông và Bắc Tông? Nam Tông sao không ăn chay, và kinh Phật có khác nhau không? Ăn không ăn chay có sao không? Những vị không ăn chay bằng chứng thấy người ta vẫn sống ngon lành, vậy là không có sao rồi. Thưa đại chúng, là thật ra đó, thời của Đức Phật không có chia bất kỳ một tông nào hết. Không có Nam Tông, Bắc Tông, không có Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Tào Khê Tông, Chân Ngôn Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Tướng Tông gì hết. Không có tông gì hết á. Thời Phật chỉ là một tăng đoàn thôi. Nhưng mà sau khi Đức Phật Niết Bàn, tức là Phật mất á, khoảng 150 năm sau, thì trong nội bộ Tây Chư Tăng á, có hai cái ý tưởng. Một bên á, thì nghĩ rằng xã hội bây giờ đã văn minh, mình cần phải hội nhập vào xã hội để mình có thể tiếp độ cho các vị đó. Mình phải dấn thân vào xã hội, mình phải biết một số vấn đề trong xã hội để chúng ta giúp họ. Một số nói không, mình phải giữ nguyên bản thời Phật như thế nào, mình phải giữ như vậy. Thì khi có hai cái ý kiến như vậy đó, thì bắt đầu mới đưa ra cái vấn đề là bây giờ mình chia hai nhóm. Ai mà thích nhập thế thì đi về phía Bắc của Ấn Độ. Chúng ta gọi là Bắc Tông. Hay là Bắc truyền, nghĩa là đạo Phật được truyền về phía Bắc. Mà các vị này được gọi là đạo Phật dấn thân nhập thế. Như chúng ta ngày nay đó là đạo Phật dấn thân nhập thế đó. Còn các vị khác quan niệm rằng Phật xưa tu sao giờ phải y vậy. Nghĩa là Phật ngày xưa đi khất thực, ăn ngày một cử, và không phân biệt thức ăn chay mặn, ai cúng chi ăn nấy. Thì các vị này giữ nguyên như vậy, chúng ta gọi là Nam truyền, tức là truyền về phía Nam. Đại chúng tạm hiểu vậy đi. Vậy thì không có vấn đề chống bán nhau, chẳng qua là hai ý tưởng. Một bên muốn giữ nguyên bản, một bên muốn nhập thế. Cho nên bên mà nhập thế đó thì người ta bắt đầu đi chợ nấu ăn. Thì đã là nấu ăn thì mình tự mình làm chủ được món ăn của mình, cho nên mình bắt đầu ăn chay. Mình không cần phải mua những cái sinh mạng con khác để mình ăn nữa, tại vì mình đã tự chủ được cái món ăn mình. Còn các vị Nam Tông Nguyên Thủy thì các vị đi khất thực, ôm mình bát đi ra ngoài đường. Mỗi sáng từ 9 giờ tới 11 giờ đi khất thực. Ai cúng gì thì các vị dùng nấy. Sau giờ ngọ là các vị không dùng. Vậy thì không có vấn đề chống bán nhau. Mà nguyên do là bởi vì có hai cái ý đó. Không ăn chay không có sao. Đó là cái xưa giờ các vị giữ như vậy. Bây giờ á, Pháp Hòa nói đại chúng qua Thái Lan, mình mặc cái áo nâu này nè, đối với Phật tử Thái Lan người ta lạ lẫm lắm, ta đâu có biết mình là ai. Tại vì con mắt của người Phật tử Thái Lan xưa giờ chư tăng chỉ mặc đồ vàng chứ không có đồ nâu. Thầy của Pháp Hòa đó, thầy ở trại tị nạn Thái Lan 4 năm để giúp cho đồng bào tị nạn ở đó. Khi lính Thái Lan đó, nó vô nó bắt mấy cô gái Việt Nam, mà xin lỗi để gọi là hãm hiếp á, thì các Phật tử Việt Nam mình chạy lên chùa cầu cứu với các thầy Việt Nam. Các thầy mặc áo nâu này ra nó không nể, tại vì nó tự mình đâu biết mình là ai.
Khi mà nghe lính Thái Lan bắt mấy cô gái Việt Nam là các thầy ra cứu bằng cách đó, là lấy cái áo tràng vàng mặc vô. Xong rồi đi ra chắp tay xá mấy ông lính Thái Lan, cứ xá mấy ông thôi. Là mấy ông thấy đầu cạo mặc áo vàng là mấy ông biết mình là thầy tu, thả. Vì người Thái Lan họ chỉ biết có một màu đó thôi. Bây giờ ngược lại, các sư bên Nhật Bản này là mặc nhiều màu lắm. Màu nâu, màu đỏ, màu tím, màu trắng gì đó. Đối với mình lạ không? Lạ. Tại vì xưa giờ mình thấy chư tăng mình chỉ có hai màu à. Ba màu thôi. Màu lam, màu nâu, màu vàng. Mình không thấy màu tím, cũng không thấy màu nguyên một bộ cung lê trắng. Thành thử ra mỗi đạo Phật nó đi tới mỗi quốc gia nó có thay đổi một chút. Tùy theo cái địa phương, tùy theo quốc độ, tùy theo cái hoàn cảnh, cái văn hóa đất nước đó. Ta nhập thế mà. Cho nên quý vị thấy không, đạo Phật nhập thế là đi tới quốc gia nào thì Đức Phật liền thành cái nét của cái văn hóa đó. Thái Lan nhìn Phật giống Thái Lan, Nhật nhìn giống Nhật, mắt nhỏ nhỏ vậy. Tàu nhìn giống Tàu, Việt Nam giống Việt Nam. Người Tàu á, họ không thích làm tượng Phật ốm. Quan niệm của họ là người phước đức là mặt phải tròn, má phải nọng, cổ phải có ngấn, cho nên họ làm Phật có ba ngấn, tượng trưng cho nhân hậu. Phật phải tròn trịa, còn Phật ốm ốm kiểu Việt Nam mình họ không thích. Rồi mình làm nó tay chân Phật phải thon thả. Người Hoa quan niệm khác, tướng trượng phu không có tay thon thả như vậy được. Tay chân phải bằng thẳng, ngón chân phải bằng thẳng chứ không có non nã. Tại vì mình, cái dáng vẻ của người Việt Nam mình thích như vậy, mình làm như vậy. Còn đối với người Hoa, họ quan niệm là trượng phu. Thì như vậy thì đạo Phật nhập tới đất nước nào thì đất nước đó tạo ra Đức Phật như vậy. Nói phải ngó nha. Có nhiều khi quý vị thấy Phật quấn cái y, cái Phật cột, cột ở đằng trước gì, hở cái ngực chỗ này nè, nhớ không? Phật nguyên thủy Ấn Độ không có mặc kiểu đó. Cái đó là theo cái áo vận của người Hoa, mặc theo kiểu nhà đường. Thật thử ta thời Phật trước người ta làm tượng Phật, cho nên những cái áo của Phật nó màu này màu kia, rồi nó cột chỗ này cột chỗ kia vậy đó. Đó là theo cái phong cách của người Hoa. Và hễ thời đại nào sẽ tượng, nó sẽ ra thời đại đó. Tượng nhà đường ra tượng nhà đường. Cái áo mà các sư Nhật bây giờ nó mặc đó, nó ảnh hưởng thời nhà đường đó. Cái áo tay rộng rồi nhìn như cái củng vậy đó, mặc vô nó có xếp ly xếp ly xếp ly đó. Đó là ảnh hưởng cái áo từ thời nhà đường. Rồi khi mà cái áo đó qua tới Việt Nam á, mình cũng nương cái áo đó mình sửa lại một chút, không có xếp nữa. Tại sao? Hao dãi quá. Mặc bình thường thôi, nhưng mà cũng vẫn giữ cái áo dài đó. Rồi khi mà ở bên Ấn Độ á, bên Ấn Độ á, là khi mình cung kính là phải hở cái vai chứ không có che. Quý vị đọc trong kinh nhớ không? Cái vị Bồ Tát đó lễ Phật xong hở cánh tay phải hỏi Phật để bày tỏ lòng cung kính. Nhưng mà qua tới nước Á Đông của mình hở cánh tay là bất kính. Giờ làm sao trời? Nếu mình bít cái tay á, thì mình phản lại với cái truyền thống của Phật. Mà bây giờ hở cánh tay thì không hợp với quốc độ ở đây. Cho nên các vị mới chế cái áo dài mình mặc vô, xong vẫn giữ được cái truyền thống đắp y hở cánh tay phải. Hở cánh tay phải theo nguyên thủy Ấn Độ, nhưng lấy cái áo dài che cái tay lại để giữ được phong cách của phương Đông. Quý hiểu nói không? Vậy thì đạo Phật đi vào mỗi quốc gia, hội nhập được cái văn hóa đất nước đó mà không mất đi cái bản gốc của Phật giáo. Chứ không sao hết. Chứ mà mình đừng có đặt vấn đề là các vị ăn gì. Tu là quan trọng là ở cái tâm. Còn cái truyền thống ta vậy. Mình các sư, các Phật tử bên Nam Tông không có biết nấu ăn chay đem vô cho các thầy đâu. Vì các sư không được nấu ăn. Các chùa Nam Tông các sư không có nhà bếp. Mà nếu có nhà bếp là để hâm thức ăn chứ không có nấu. Các sư không có đi chợ mua thức ăn về chặt nấu đâu. Phật tử một tháng chia lịch hết. Một tháng 30 ngày là 30 gia đình Phật tử chia lịch với nhau.
thay phiên nhau đem thức ăn lên cho chư tăng, mà phải đem trước 11 giờ. Thí dụ mình biết ngày mai mình bận rộn, mình nấu tối đêm nay đem lên dặn các thầy, ngày mai trưa con bận, các thầy hâm giùm con ăn. Còn đúng nghĩa, đúng bài bản là các vị phải đem tới trước 11 giờ bày ra rồi chư tăng xuống dùng. Chứ chư tăng không có nấu ăn. Và truyền thống của người ta không ăn chay. Thì mình không thể nói người ta sai được. Thì đó là cái truyền thống của người ta. Thì chúng ta cũng vậy. Giờ các vị đó mình ăn chay, cái ta nói ngược là ta nói mình là ngoại lai. Thời Phật đâu có ăn chay. Bây giờ mình ăn chay là trật. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình không có được nói ai đúng ai sai, mà tùy theo mỗi truyền thống. Ví dụ người mình không có ăn cá sống, người Nhật là ăn cá sống, thì mình cũng nói người ta được. Đó là truyền thống của người ta. Hỏi là không ăn chay, ăn chay có sao không? Cái đó tùy cái luận giải của mình. Mình không dám nói. Ở đây mình chỉ nói cái vấn đề truyền thống thôi. Ví dụ như mình ăn cơm, mình là mình mời chư tăng Ấn Độ Tích Lan tới nhà, mình để cái muỗng, các sư không ăn muỗng. Các sư ăn gì? Ăn bóp. Mà ta ăn hay lắm. Các sư là tém tém chấm bụp vô, ta quạt vô vậy nè. Ta quạt vậy đó, không có rớt hột nào ra hết trơn á. Còn mình để cái nó răng tùm lum. Cái đó gọi là đoàn thực đó. Hôm qua mình có nói đó, đoàn thực, xúc thực, thức thực, tư niệm thực đó. Đoàn thực là các sư á, lấy cái miếng chapati, cái bánh mì đó đó, xé một cái là các sư quấn tròn ở trong cái miếng chấm vậy, ta đưa vô miệng vậy nè. Cho mình để cái, nhiều khi mình không, mình thay quen cái cách của mình dọn cơm, các sư mình để cái muỗng đó, các sư cũng để một bên nè. Ăn xong rồi mỗi người có một cái tô, đem nước tới rửa tay trong cái tô đó, lấy khăn lau. Truyền thống của người ta là kính chư tăng. Pháp Hòa qua Tích Lan, các anh mà dẫn Hòa đi, sắp sửa vô ăn chỗ nào hay ngồi chỗ nào là mấy ảnh chạy trước đó, lấy cái tấm ra giường trải cái chỗ đó, mời tăng vô ngồi. Tăng không có phải đụng đâu ngồi đó. Chư tăng ngồi ở đâu là mình phải trải cái miếng vải cho chư tăng ngồi. Vì những cái ghế người thường mình ngồi, chư tăng không có nên ngồi. Mà sở dĩ và phải dùng lại cái ghế đó thì phải có tấm vải phủ lên. Cho qua bển là các anh mà dẫn, các anh người Tích Lan dẫn vào đi đâu là trong túi lúc nào cũng có cái ra giường hết. Thì mình sắp sửa ngồi vô chỗ nào là mấy anh vô chuẩn bị trước. Còn có đứa em trai lúc bình thường rất dễ thương, hay nói về Phật Pháp và cũng hành trì theo Phật Pháp, tâm tính hiền lương, cũng rất thích giúp người. Nhưng khi cơn nóng giận nổi lên thì em con không có nói năng gì, chỉ im lặng, hoặc là sẽ thốt ra những lời lẽ nặng nề xúc phạm, làm tổn thương người thân. Nhất là má con là người chịu đựng nhiều nhất. Vậy con kính mong thầy cho gia đình con lời khuyên phải làm gì khi xảy ra tình huống như vậy. Em này bình thường rất là hiền, nhưng nổi nóng lên thì nói những lời nặng nề xúc phạm, có khi thì chỉ im lặng. Trước hết là xin thưa, không phải chỉ có em này nó như vậy đâu. Em nào ngồi đây cũng giống nhau hết. Bình thường hiền lắm, bình thường cầm chuỗi lần dễ thương lắm, mà tới hồi đụng chuyện là quấn chuỗi. Thưa đại chúng, cái người nóng giận nó có ba dạng. Nóng giận như người viết chữ trên đất, nóng giận như người viết chữ trên nước, nóng giận như người viết chữ trên đá. Có những người người ta nóng giận, ta nói xong rồi hết, như những người mà nóng giận viết trên cát vậy đó. Viết xong thì sao? Nước nó bay lên là xóa chữ. Nhiều khi có người ta nói xong rồi ta quên, ta không nhớ nói gì, ta giận lúc đó thôi. Là người đó là viết chữ trên cát. Có những người ta nóng giận như là cái người viết chữ trên nước vậy đó. Nghĩa là không có chữ nào nó ra, không lưu xuất từ cái tâm. Người đó không có giữ lâu. Và thậm chí không có giữ nữa. Như viết chữ trên nước đâu có chữ gì hình thành. Nhưng mà có những người nóng giận xong rồi hận thù để đó, như người viết chữ trên đá. Tất cả chúng ta ngồi đây, ai cũng có thất tình, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Bảy cái món tình cảm đó nó nằm ở trong ta.
Tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có tham, có sân, có si. Mình là một đường tăng. Tham sân si là ngộ không, ngộ tịnh và ngộ năng. Tham á là ngộ năng. Phải không? Con heo đó. Sân á là ngộ ngộ không, si là ngộ tịnh. Ba cái nhân vật đó tượng trưng cho tham sân si đi theo đường tăng để thỉnh kinh. Đường tăng là mình. Ngài đường tăng là biểu tượng như một con người bình thường như mình. Nhưng mà ở trong con người bình thường này có ba đứa đệ tử. Hình thù quái dị. Tham sân si nó quái dị. Mà không người nào tham giống nhau. Có nhiều người tham rất nhỏ nhặt. Có nhiều người sân rất dễ dàng. Cho nên mỗi người mỗi thiên hình vạn trạng. Cái quan trọng là mình biết được cái cơn giận của người đó sẽ xảy ra lúc nào và khi giận họ làm gì, để chúng ta điều phục họ bằng cách, thí dụ như họ giận lên mà mình nói nữa là họ sẽ giận thêm, cho nên trường hợp đó đừng nói. Mình biết cái cách của họ giận ra làm sao rồi thì chúng ta không có tiếp lửa, tiếp sức để cho cái cơn giận đó được tăng trưởng. Chúng ta phải hiểu họ, chúng ta mới giúp họ được. Cho nên hồi hôm qua quý vị nhớ tại sao mình tụng Đại Bi rồi tụng Bát Nhã đó. Đại Bi là tình thương, Bát Nhã là hiểu biết. Mà người có tình thương rồi thì sẽ tìm cách hiểu người kia. Và chính vì hiểu người kia cho nên tình thương mình nó lớn. Không ai mà dám vỗ ngực nói tôi hết sân rồi, tôi hết sân si rồi, không dám đâu. Nhưng mà sân si nó nhiều dạng, là lửa phừng hay lửa ngầm. Pháp Hòa kể đây chúng nghe câu chuyện thiền. Có một hôm một vị thầy mới nói với người đệ tử á, con đi lấy miếng lửa trong đống tro đó cho thầy. Người đệ tử thấy đống là nhìn cái đống tro không thấy gì hết, nói dạ thưa thầy, trong tro không có lửa. Ông thầy mới lại bươi tro ra, gấp lên cục than nó nằm ngậm ở dưới, hỏi đây là cái gì. Người đệ tử liền giác ngộ. Ở trong tiềm thức, ở trong tận sâu của chúng ta, chúng ta vẫn có cái đó. Nhưng mà tại vì bây giờ mình tu khá rồi, nó che lấp ở trên thôi. Nhưng mà ngấm ngầm bên trong nó còn sân si lắm. Không còn sao giận nhau không nhìn mặt. Không còn tại sao giận nhau không nhìn mặt mà không ai bước tới nhà ai. Còn chứ sao không. Nhưng mà tại vì chưa chuyển được cái đó. Mà hãy chuyển được cái đó là có thần thông ngay. Đến đi tự tại. Nhìn nhau trong thông cảm. Cho nên có những cái bài thơ á, giận nhau trong bản môn, ta và người xưa giờ, mình nhìn nhau, mình giận nhau, nhưng mà rồi mình biết rằng trong cái tận cùng chúng ta không có hề giận nhau, chẳng qua là chúng ta bất đồng cái sự việc thôi. Cho nên đối với em này á, mình nên hiểu em, rồi mình tìm cách mình khi nó lên cơn giận thì chúng ta làm gì để cái cơn giận nó ngang đó nó ngưng chứ không bộc phát hơn. Mình phải hiểu nó mình mới giúp nó được. Kính bạch thầy, con hỏi một cây cổ thụ sống lâu năm thì liệu có linh hồn trú ngụ không ạ? Lát dẫn Pháp Hòa tới qua hỏi. Nếu có mà mình mua cây gỗ đó về làm nhà hay đồ dùng sinh hoạt thì vong linh đó có theo về nhà mình không? Cái này phải đặt máy camera mới biết. Có thể khuyên vong linh đó quay về tu tập để vãng sanh miền cực lạc không? Mình biết tiếng nói của họ không? Nếu mình biết thì mình cứ khuyên, còn hỏi thầy biết không? Thầy không biết. Thưa đại chúng, theo cái quan niệm của ta, chúng ta làm gì chúng ta phải xin phép. Nhưng mà thường thường mình nói khơ khơ người ta đâu có chịu nghe. Cho nên các ông cụ, các cụ tổ mình xưa thường dạy nè, ở chỗ nào là những cây cổ thụ lâu năm, chỗ nào nhà cửa lâu năm, hay là muốn bất cứ làm việc gì, chúng ta lên tiếng xin phép một tiếng. Về cái mặt tâm linh, mình không biết có ai nghe mình không. Nhưng mà hiện tượng, hiện tại, ai là người an lòng? Mình. Đó là một tâm lý.
Ví dụ mình dọn vô cái nhà mới, không biết có ama cỏ nào, thần thánh nào trong đó, mua dĩa trái cây với mình mong hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2019, gia đình con Nguyễn Văn Xoài, Nguyễn Văn Mít xin dọn vô đây để cư trú ở trong nhà này. Con xin có chút ít hương hoa lễ phẩm kính trình các vị thổ địa thổ thần, các vị khuất mặt trong gia đình này, chứng minh và liễu tri gia hộ cho chúng con được ở yên nơi này. Không có ông nào ở cái nó ừa, tao nhận. Nếu như mà ổng ừa một cái mình bán gấp. Khấn là khấn vậy nó, mai là ổng im lặng mình ở luôn. Chứ nếu mà ổng ừ, ổng chứng một cái là bán gấp cái nhà đó thôi, cách nào ở nổi. Nhưng mà cái tâm lý phải không? Tâm lý nói xong rồi, tôi xin phép rồi mà. Cho nên á, người Nhật á, họ để trong mấy cái làng, mấy cái nhà quê, những cái bà ông bà già ta bán, ta trồng rau cỏ, ta bó từng gói, ta để đó, ta bán đồng bó. Ví dụ, ta không cần ai đứng đó coi chừng vậy đó. Anh thành thật, anh mua bó đó 1 đồng, anh bỏ vô 1 đồng. Nếu anh có 2 đồng, anh bỏ 1 đồng, anh tự anh thối về cho anh đồng. Còn anh tham đó là chuyện của anh. Tại vì ở dưới làng quê này, tụi tôi sống chỉ cần vậy thôi đủ rồi. Người thành thật ta không bao giờ ta làm chuyện khác hơn. Thì bây giờ tâm mình cũng thế. Thế tâm mình thành thật là mình đến đâu mình xin phép. Thì ở Việt Nam mình có một vị tổ. Bữa đó trong chùa sắp sửa đốn một cái cây cổ thụ. Hòa thượng thấy mấy thầy chuẩn bị xong, hòa thượng hỏi làm chi. Nói dạ bạch hòa thượng, chúng con định cắt cái cây đó bỏ. Hòa thượng nói cho tôi 3 ngày. Hòa thượng ra, hòa thượng đứng hòa thượng lâm râm, hòa thượng khấn. Là khấn gì? Các côn trùng vi tế nè, các vị, nếu các vị thần nào có nương trú vào đây, 3 ngày nữa cái cây này sẽ được đốn đi. Thì tôi báo cho các vị biết, nếu các vị nghe được lời tôi nói, các vị cần dọn nhà nên dọn gấp, có cần xe tôi cho mượn. Nhưng mình nói vậy để làm chi? Thứ nhất là để răng chúng làm cái gì cũng phải có trước có sau. Cái cây cổ thụ đó nó che mưa che nắng cho mình, nó ở trong đất chùa mình bao nhiêu năm, mình hưởng nó, mình không nói gì hết. Bữa nay muốn chặt là ưng chặt lại đem ra chặt à? Phải báo cho người ta biết chứ. Trên nguyên tắc cách sống là phải như vậy. Bạn mình mời tới nhà ăn cơm, mình muốn dẫn thêm một người bạn, mình phải alo, mình hỏi một tiếng. Chị mời tôi mà tôi dẫn thêm người bạn được không? Người ta được mới mời chứ, tự nhiên sắp người ta tới nhà, chị, bạn em nè. Tiếng Mỹ nó nói, rồi sao? Này, trước khi thỉnh chuông nha, cầm cái dùi lên. Không phải cầm cái dùi lên dện một tiếng liền à. Người thỉnh chuông, trước khi thỉnh chuông phải nhập chuông nè. Để làm chi? Báo cho cái chuông biết. Chuyển, tại vì chuông là một loại đồng. Nếu mình thỉnh một tiếng, nó tức á, nó bể chuông á. Cái này gọi là tức chuông. Cho nên mình phải như vậy nè. Để mình chuyển cái độ rung của nó. Để cái độ rung này nó chuyển hết cái chuông đi. Mình thỉnh một tiếng, chỗ này nó không bị tức, bởi vì nó có cái độ rung đều. Đó là Pháp Hòa nói trên phương diện mình biết cách sử dụng chuông đồng. Còn trên phương diện báo chúng, các anh chị thức dậy, tôi sắp sửa dện tiếng chuông nè, người ta đang ngủ rồi, bon, chuyện gì vậy? Cho nên đang ngồi thiền á, nhất là giúp lúc ngồi thiền nha. Ngồi thiền 100 người mà nhập định hết 90 rồi. Chỉ còn có 10 người tỉnh nè. Trời ơi, mấy người kia là ta ngủ gà ngủ gật hết rồi. Mà anh dện một tiếng vậy á, người ta tưởng ma, ta la. Chừng đó kêu tẩu quả nhập ma. Cho nên trước khi đang yên tĩnh thỉnh chuông, thỉnh là báo cho ta biết sắp tới giờ. Đó. Người thỉnh mỏ cũng vậy. Ở trong miền Nam á, cái cách thỉnh mỏ của miền Nam cũng vậy. Trước khi mà thỉnh mỏ là phải lấy cái dùi thả lên cái mỏ. Không, thả lên. Khi mình chuyển trống bát nhã nè, khi thỉnh trống bát nhã cũng vậy. Cầm cái dùi nhập vô cái chuông, nhập vô cái trống. 2 cái. Rồi bắt đầu mới thỉnh thùng bon, thùng bon,
thùng, bon, sổ, thùng, 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 thùng. Cái đó kêu là sổ trống, chưa vô hồi. Sổ trống để mà chuyển trống, chuyển chuông trước. Rồi bắt đầu mới thỉnh theo hồi. Thùng, 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 bát, nhã hội, thỉnh theo có bài kệ đàng hoàng. Ta nghe, nó có âm thanh, nó có âm điệu, chứ không phải cầm dùi muốn dện như dện. Nó có bài kệ thỉnh trống, nó có bài kệ thỉnh chuông. Chứ bây giờ hỏi là cái vong linh ở trong em không biết. Nhưng mà để an lòng, chúng ta cứ khấn một câu. Mà cái chuyện nhiều khi tâm linh mình không nói được. Có một cái gia đình đó, ở em Minh Tinh chỗ ở, có một cây rất là lớn phía sau. Thì mấy đứa con nó bị dị ứng với cái lá đó. Thì hai vợ chồng muốn đốn cái cây đi. Pháp Hòa nói thôi khoan, để lên khấn cái đã. Lên khấn xong, quý vị biết không, cái ngày mà thợ tới sắp sửa cưa, giông gió lên, mấy cái anh thợ Tây á, nó đâu biết gì mà nó thấy giông gió, nó sợ, cây to mà. Nó bữa nay giông gió quá, nó thợ có sấm sét á, nó không dám làm. Rồi nó đi về. Lần thứ hai cũng y vậy, đang bình thường vậy mà sắp sửa đem cây ra, sấm sét lên, nó không dám làm. Cuối cùng Pháp Hòa phải xuống cúng lần thứ hai. Cúng lần thứ hai, quý vị, cái người mà nó cưa cây á, nó ăn 10.000. Mà nó xuống nó cưa mà nó bị hai lần vậy, nó lấy không được, nó cancel. Lần sau cúng đàng hoàng xin phép, chịu rồi đó ha. Quý vị biết không, lợi đốn không có gì trở ngại mà mướn cái hãng khác, nó ăn có 6.000. Ở đây Pháp Hòa không phải nói linh không linh, nhưng mà nói có nhiều cái mình không nói được. Không nói được. Chợ đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa, đối với Pháp Hòa thì Pháp Hòa chỉ muốn nói một cách căn bản thôi. Mình làm cái gì mình có xin phép, mình có thốt lên cái lời nói đó để nó an lòng mình. Pháp Hòa đi giảng đó, nhiều khi tới chùa đó ngủ, ngủ yên. Rồi Pháp Hòa biết rồi đó. Mà trong tâm Pháp Hòa chỉ cần khởi thôi, chứ không cần nói ra tiếng nữa. Tôi biết ở đây có quý vị. Thôi tối nay tôi chỉ tới đây hoằng pháp, xin quý vị để yên cho tôi ngủ là yên. Còn không là ngủ không được. Học các vị không có quậy phá gì mình, nhưng mà báo cho anh biết tôi đang ở đây. Cảm ơn thầy rất nhiều về buổi pháp thoại quý báu. Bạn con hôm nay có nhờ con hỏi thầy về lợi ích thù thắng của cúng dường trai tăng. Cúng dường dê đê, còn viết kiểu này là cái giường để ngủ á. Chữ giường đang viết trong này là cái giường ngủ á. Thầy đi xa thì chẳng cần giường. Trước hết là mình nói chữ cúng dường để cho đại chúng hiểu, rồi mình mai mốt mình viết không trật. Tại sao kêu là cúng dường? Chữ cúng là nó phát xuất từ chữ cung. Chữ dường á, dê đê á, nó phát xuất từ chữ dưỡng. Cúng dường nếu nói cho đúng là cung dưỡng, cung cấp để dưỡng nuôi. Mà mình nói trại bây giờ là cúng dường. Cung cấp dưỡng nuôi, ví dụ mình đem gạo lên mình cúng là cung cấp bao gạo để dưỡng nuôi quý thầy. Cung cấp một số tịnh tiền tịnh tài để dưỡng nuôi ngôi chùa, duy trì ngôi chùa, trả tiền điện, tiền nước, tiền chi phí. Vậy thì cúng dường nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi. Đó, chữ cúng dường ha. Giờ trai tăng. Trai là bữa cơm, bữa cơm trai. Đúng ra chúng ta gọi là ăn trai chứ không có ăn chay. Ăn chay là mình nói trật chữ, nói trại chữ. Còn cái nghĩa đúng của chữ là trai, T-A-R. Trai là gì? Là trong sạch, là tinh khiết. Mà nó ngộ cái ăn chay, nhưng mà hãy qua tới chữ kia là trai tăng, trai đường, trai phạn. Chữ trai là trong sạch, là tinh khiết. Vậy thì chữ trai tăng nghĩa là hôm nay mình thiết một bữa cơm để cúng dường chư tăng, gọi là trai tăng. Bây giờ trai tăng nó có hai cách. Mình cúng cơm không cũng là trai tăng. Rồi muốn thuốc thêm thắt là trà, là bánh,
là vải, là cái gì mình muốn tặng thêm đó là tùy mình. Nhưng mà căn bản trai tăng là bữa cơm thôi, chúng có gì hết. Thời Phật các cư sĩ thỉnh chư Phật về, thỉnh Phật, thỉnh chư Tăng về cúng dường bữa cơm là trai tăng rồi đó. Và ngày nay á, trong chùa mình ít có tổ chức cái đó, trừ những gia đình có chuyện, thí dụ như đám tang, đám cưới gì đó, ta cúng thì thấy nó long trọng á, thì mình thấy bữa trai tăng nó có cái gì nó đặc biệt. Chứ thật sự ra thời Phật trai tăng chuyện bình thường. Có nhiều khi một tháng Phật trai tăng 30 ngày nữa. Tại vì mỗi ngày có người thỉnh về nhà dùng cơm là trai tăng à. Cho nên quý vị đừng có sợ là phải làm trai tăng một cách thịnh soạn, không. Bữa nay mình nghỉ ở nhà nè, mình làm bữa cơm lên mình cúng dường cho quý thầy cũng là trai tăng đó. Nhưng mà trai tăng đơn giản, không có bài bản để mình thưa gửi vậy thôi. Vậy còn mình tắt bạch, mình nói mình ở đâu, mình có chuyện gì đó là mình thưa gửi để nhờ năng lực chư tăng chú nguyện. Chứ còn thật sự bữa cơm trưa mình cúng dường cho quý thầy là trai tăng rồi đó. Thấy không? Thì hỏi trai tăng sự công đức thù thắng lợi ích. Trong trong những cái pháp cúng dường á, tác phạn trai tăng là tạo cái bữa cơm để cúng dường. Tại sao? Bởi vì con người sống ai cũng cần ăn. Nhưng mà có những người ta ăn xong rồi lợi ích của người ta cũng bình thường, không có gì hết. Thí dụ tên ăn trộm, một cái tên, một cái người làm việc xấu đi, họ cũng ăn bữa họ sống, nhưng mà cái đời sống của họ chỉ làm khổ người khác. Còn có những người sống lợi ích cho người, mình giúp cho người ta bữa cơm, người ta no, người ta làm được nhiều việc. Cho nên Pháp Hòa nhiều khi thấy quý thầy đi học, ít nhiều mình cúng dường. Để chi? Để quý thầy có phương tiện đi học. Hay là thấy quý thầy đang làm việc gì mình thấy có lợi thì mình phát tâm cúng dường để trợ duyên cho các thầy làm việc. Cái đó đều là cúng dường, đều là công đức hết, tùy theo cái nhu cầu. Nhưng mà căn bản nhất của con người mỗi ngày là gì? Là cơm ăn. Cho nên á, tại sao Ngài Huyền Trang đi Tây Phương thỉnh kinh theo bộ phim Tây Du Ký đó, đi tới Tây Phương rồi gặp Phật Tổ rồi xin thỉnh chân kinh, thì Ngài Ca Diếp hỏi có gì để đổi không? Nhớ cái khúc đó không? Rồi cái vị đó mới không có gì đổi, cái đưa kinh không có chữ. Khi trở về đổi lại thì mới lấy cái bình bát á đổi. Tại sao không lấy cái khác mà lấy bình bát? Bởi vì bình bát là một vật để đựng thức ăn mỗi ngày, nuôi mạng sống. Tôi cho anh lời kinh để anh nuôi tâm linh, thì anh đổi chác lại với tôi bằng một chén cơm nuôi thân. Không thể chỉ một mặt anh có kinh sách mà anh không sống nổi, tụng với ai, nghiên cứu cái gì. Cho nên cái người tu ta không cung phụng xác thân, nhưng không có khinh xuất nó, mà chúng ta dưỡng nuôi cái thân đủ sức khỏe để chúng ta tu tập, để chúng ta làm được nhiều thiện sự. Trong kinh Pháp Cú nói, ví như những cánh hoa kết lại thành tràng hoa, ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Lấy một cái hoa 1, 2, 3, 4 kết lại thành một tràng hoa. Con người này cũng thế. Nơi cái thân sanh tử của con người này, nếu biết, làm được rất nhiều thiện sự. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa có ngày cũng sẽ chết, nhưng mà từ khi Pháp Hòa biết chia sẻ với đại chúng tới giờ là từ năm 97-98 tới giờ là bao nhiêu năm? 20 mấy năm nay. Ròng rã nói mỗi cuối tuần. Bây giờ nói lấn luôn ngày thường. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ nếu một ngày nào đó mà có chết đi thì Hòa thấy rằng mình sống không có phí nữa. Vì cuộc đời của mình mỗi ngày, mỗi tuần mình đã làm được gì cho Phật Pháp. Thấy không? Những ví như những cánh hoa kết lại thành tràng hoa, ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Chúc mừng thầy trở lại Nhật, rất mong lần này được chiêm ngưỡng nhiều chùa chiền của xứ này. Con kính mong thầy cho con lời khuyên, bản thân con tánh tình bộc trực. Tử tế với tất cả mọi người, luôn sống vì người. Tuy nhiên,
Con luôn mong đối phương phải tử tế lại với mình. Nếu không thì con không bao giờ giao thiệp với họ nữa. Thành ra cuối cùng thì xung quanh chẳng còn ai chơi với mình. Sao sao giống mình quá. Con không phải muốn họ trả lễ cho con y như những gì mình cho họ. Nhưng sao con cứ thắc mắc trách móc tại sao họ không giống mình. Nếu mà họ giống mình thì họ là mình chứ đâu phải họ là họ. Họ không giống mình thì mãi mãi mới họ với mình. Tại sao chúng ta gọi là chúng sanh? Nếu đơn giản giải thích chữ chúng sanh là chúng di duyên sanh, tất cả chúng ta nương nhau mà sống. Thật ra cái vị Phật tử này có buồn vậy đó cũng không có gì. Nếu đứng trên phương diện bình thường thế gian là không có gì sai hết. Chuyện bình thường, mình giúp người ta không giúp mình lại mình cũng bực chứ, phải không? Mà mình cho người ta cái này quá trời. Cho nên á, bánh ít quy phải gì, bánh ít đi, bánh quy phải trở lại. Còn bánh ít đi hoài, mai mốt nó ít 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 hơn. Bánh ít đi hoài mà không thấy bánh quy lại, thì rốt cuộc còn bánh không chứ có bánh ít. Trên thế gian là vậy. Nhưng bây giờ mình tập theo cái tinh thần của người học Phật nè. Khi mình cho ai điều gì á, mình nên tập có ba cái nhìn. Hay nói cách khác là có một cái nhìn về ba thứ. Một là mình, hai là của, ba là người. Mình không phải là người cho, của này không phải là của cho, người kia không phải là người nhận. Cái này đạo Phật gọi là tam luân không tịch. Tam luân là ba cái vòng. Mình đưa ba cái vòng này đi tới cái chỗ vắng lặng, bình thường. Hôm qua Pháp Hòa có thưa nè, thường thường cái cách mình tu tập á, khi người ta cần đến mình, cũng may là gặp lúc mình có thể làm được. Đó là mình nghĩ vậy đi. Nếu mà hôm nào họ cần tới mình mà mình không làm được, mình đành bó tay, không thể giúp. Cho nên ở đây mình không có làm ơn gì hết, chẳng qua là đúng lúc thôi. Đúng lúc anh cần và đúng lúc tôi có khả năng. Thấy như vậy cho nên rồi mình giúp người mà không bao giờ có một cái gì phía sau. Cho nên Đức Phật nói, nếu mình thi ơn mà mong cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Ở đây mình thông cảm. Cái này nhiều khi á, mình chỉ muốn cái phước hữu lậu thôi. Tôi cho người đó một, người đó phải cho lại tôi ít nhất phân nửa. Phước này là phước hữu lậu. Hữu lậu là gì? Là cái phước này nó có ngày nó hết. Bây giờ tập phải tập làm phước vô lậu nha. Mình làm một cái gì mà mình không tính toán thì cái phước đó bất tận. Pháp Hòa ví dụ nè, cái gì gọi là hữu lậu và vô lậu nha. Pháp Hòa có một đồng, Pháp Hòa tặng cho quý vị một đồng. Rồi quý vị có một đồng, quý vị tặng ngược lại cho Pháp Hòa một đồng. Cứ như thế mà suốt năm hai chúng ta mãi mãi chỉ có một đồng. Đây là phước hữu lậu nè. Bây giờ phước vô lậu đây. Pháp Hòa có một hiểu biết, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Đại chúng có một hiểu biết, đại chúng chia sẻ là với Pháp Hòa. Cứ mỗi lần chia sẻ là cả hai tăng lên hai cái biết. Biết của mình và biết của người. Cái phước này, cái biết này là biết của vô lậu. Tại vì nó tăng trưởng. Nó không hình tướng nhưng mà nó tăng trưởng. Còn cái mà chúng ta thấy được hình tướng đổi chác, đó là hữu lậu. Nhớ không? Thân này là thân hữu lậu hay vô lậu? Hữu lậu. Chữ hữu là có, chữ lậu là còn rớt lại, còn sót lại. Thì cái thân này nè, thân hữu lậu. Nhưng mà những gì mình làm cho thế gian là vô lậu. Tại vì mình làm rồi không tính toán, nhưng mà nó tồn tại mãi, không có gì tính được. Thì nên đi. Mình nếu mình mong người ta cho mình lại nữa thì thôi, mãi mãi mà không có gì để nhớ nhau. Tôi đâu có, tôi chị đâu có gì đâu. Chị cho tôi một đồng, tôi cho chị lại cái bánh quê. Nhưng mà mình vẫn cho người ta hoài mà mình không thấy gì người ta cho, không sao hết. Vì cái đó nó mới là cái điều chúng ta cần nói. Quý vị thấy nếu cuộc đời này mà ai cũng tính toán với mình kiểu này á nha,
Trả nổi không? Trả không nổi. Người thứ nhất tính với mình là mẹ mình nè. Từ lúc sanh mình ra mẹ sẽ ghi sổ uống bao nhiêu bình sữa rồi, xài bao nhiêu ký tả rồi. Nếu mà cái người muốn tính toán với mình là mẹ mình á, nhưng mà mẹ không bao giờ có cuốn sổ nào với con hết. Nhưng mà ngược lại con có sổ với mẹ nha. Có không? Có. Trời ơi, hồi đó tôi nuôi bà già tôi 8 năm á. Mình nói vậy đó. Trời, ông già tôi ông bệnh tôi nuôi 3 tháng luôn đó. Tôi cực khổ tôi ngày đêm. Mà không nghe ông già bà già nào nói tôi nuôi nó 3 năm á. Nhường cơm, xẻ nước không nghe nói. Tại vì sao? Vì mẹ là mãi mãi là cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho tình yêu, cho hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là mãi mãi là cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ là cái tiếng con bập bẹ nói từ lúc chào đời cho đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho tình yêu, cho hạnh phúc. Vậy mẹ không có đòi mình. Thở đây á, thôi thì bây giờ chị tập mình đưa cái cho mình cao lên chút. Nếu mà mình cho lại đây bình thường nè, ta mình giúp người ta, ta giúp lại. Bây giờ phi thường nha, người ta mình giúp người ta rất nhiều mà mình không cần người ta đáp lại gì hết, đây là phi thường. Còn nếu mà người ta không đáp lại rồi người ta vẫn sống bình an vô sự, còn mình bực bội với người ta là mình bất thường. Giờ mình muốn mình bình thường, mình phi thường hay bất thường, đó là do mình. Trên nguyên tắc giúp người, người giúp lại, đó là chuyện bình thường. Còn mình giúp người mà không cần người giúp, đó là phi thường. Còn người ta không nói gì hết, người ta vẫn bình an, người ta thấy không có gì đặc biệt, mà mình cứ bực bội hoài, thậm chí mình nói thôi, tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình. Có người nói, tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Nên là mình như vậy. Có nhiều người ta hận, ta nên ta viết trên tay người ta, ta xăm trên tay người ta, hận đời đen bạc, ghét kẻ bạc tình. Rồi mỗi lần mà là mỗi lần mà buồn đời cái giáng tay lên, thấy không? Kính bạch thầy, cho con hỏi, người thân chị gái của mình tham sân si chấp, cứ sống theo quá khứ và mong ước về tương lai, cuối mong thầy quan hỷ giúp con. Thầy bó tay. Người thân mình bị tham sân si, sống theo quá khứ, thầy có về đó đâu, thầy lôi chị sống với hiện tại. Thưa đại chúng, mỗi người có mỗi cái nghiệp sống, cái đây là cái quan niệm thôi. Có những người, người ta dễ dàng quên được cái quá khứ. Có những người ta không có dễ quên. Không phải là người ta không muốn, nhưng mà ta làm được. Mà mình muốn làm được cái việc đó thì mình phải thực tập dữ lắm. Chính bản thân mình nè. Chính bản thân mình thôi chứ đừng nói lâu. Có nhiều khi mình gặp một cái chuyện gì đó là mình không bao giờ quên được. Cho nên mình, khi mà mình nổi tham sân si, mình chấp, rồi mình thấy cái người đó như vậy, mình buồn. Mình buồn á, nghĩa là mình thương chứ không phải ghét. Buồn nó hai loại, buồn thương và buồn ghét. Ví dụ như Phật, Bồ Tát, ta thấy mình ta thương, ta buồn, ta chúng sanh mình sao lặn ngụp hoài, không chịu trồi lên. Trong kinh Địa Tạng nói, cứu họ vô rồi, đem cái người đó lên rồi lay xây qua xây lại, ủa thấy nó nữa. Cho chúng sanh mình cũng vậy thôi. Cái quá khứ, cái tương lai á, là hai cái nó chi phối mình lớn lắm. Cho nên á, đạo Phật á, dạy cho mình trở về với cái hiện tại. Thì thôi bây giờ nếu mình có một người thân như vậy thì mình phải ráng làm sao mình khuyên. Không có bắt người ta một lần được đâu, cứ một lần mình nói một chút. Hồi ba con còn sống, ông có nói sống cái nhà thác cái mồ. Vậy khi mất đi,
con nên chôn hay thiêu? Theo con muốn chôn vì có 7 đứa con, để nó nhớ cái mồ mả của cha mẹ, vì đạo Phật là đạo hiếu. Dạ thưa không phải, đạo Phật là đạo hiếu, mà hiếu không phải chôn mới hiếu, mà cũng không phải thiêu mới hiếu. Ông bà mình hồi xưa quan niệm á, sống cái nhà thác cái mồ, bởi vì đó là cái phong tục tập quán của mình là mình chôn. Người Nhật có chôn không? Không. Người Nhật là thiêu. Ấn Độ có chôn không? Không, thiêu. Thưa đại chúng, khi mình chết đi á, có 5 cách giải quyết cái xác chết. Một là thiêu gọi là hỏa táng. Hai là chôn gọi là thổ táng. Ba là bỏ xuống nước gọi là thủy táng. Bốn là cho chim ăn gọi là điểu táng. Năm là đỏ trong rừng gọi là thi lâm táng. Cách nào cũng là giải quyết cái thể thi thể đó hết. Nhưng mà tại vì người Việt của chúng ta có đất, cho nên chúng ta chôn. Chôn xong vài chục năm sau, chật đất quá, đem lên đốt. Đốt rồi để trong hũ. Thật ra tới đó làm sao cũng được hết, tùy mình. Vì chết rồi á, cái chữ chết không phải là chết là hết, không phải hết cái đó à. Không phải là chết là hết, không còn gì. Hết là hết cái thể xác của mình thôi, chứ còn nghiệp lực của mình chi. Quan trọng là cái nghiệp lực siêu thoát. Còn cái hình thức chôn cất hũ cốt mình giữ sao là tùy hoàn cảnh của mình. Đạo Phật không hề quy định con cái phải chôn cha mẹ để đi thăm mới gọi là có hiếu không. Mình nói vậy kẹt cho người ta, lỡ người ta không có khả năng chôn sao? Rồi lỡ người ta nghĩ rằng gia đình người ta sẽ dọn nhà đi, người ta chôn đó rồi nữa ai thăm? Phải không? Mà hơn nữa đó, mình sự sống hơn là sự tử. Mình lo cho người sống nhiều hơn người chết. Người chết có lo mà chỉ một phần. Cái quan trọng là lúc sống nè. Ăn nóng không cho ăn, đợi tới cho ăn nguội không à. Thấy không? Thành thử ra cái quan trọng là lúc sống mình làm gì với người thân, mình làm gì với họ. Chứ còn cái chuyện mình chôn hay là thiêu tùy hoàn cảnh. Cho nên ông bà cha mẹ đừng có chối lại với con là mẹ muốn á, khi nào chết á, tụi con ráng đem về Việt Nam làm cái đám tang cho nở mặt nở mày hàng xóm. Mình nở mặt nở mày mà con nó bể bụng con nó bể mặt, tại vì lo không nổi thì phải chạy đi mượn đầu này đầu kia để lo cái đám, xong rồi con đổ nợ. Mình chết xong rồi mình chết rồi, hết rồi đó. Mình hết cái xác mình mà để là đóng nợ. Trời Phó Hoài hay đùa hỏi nhà anh có thiếu gì không? Nhà con không thiếu gì hết, chỉ có thiếu nợ. Dạ thưa đại chúng, đừng quan niệm vậy. Đạo Phật là đạo hiếu, nhưng mà cái chữ hiếu của đạo Phật không có nghĩa là chôn hay thiêu. Mà cái hiếu của đạo Phật là khi sống chúng ta phụng lo, khi chết chúng ta làm theo ý nguyện. Mà cái ý nguyện của cha mẹ là cái ý nguyện muốn con mình sống lành mạnh, chứ không phải là cái vấn đề khác. Còn mình muốn chôn thiêu là tùy mình, cách nào cũng được hết. Có những người ta chôn xong giờ thời gian cha mẹ chôn Việt Nam, con cái qua đây với bầy cháu. Bây giờ cái tớp mà cái nhóm người con bây giờ bắt đầu già sắp chết nè, mà cái tớp cháu là quên rồi đó, mà cái lớp chắc là còn dữ dội nữa. Cho nên thôi bây giờ các vị phải về Việt Nam bốc mộ thiêu rồi thủy táng luôn để chi yên lòng. Mình đã đối với cha mẹ mình xong hết cái bổn phận. Cháu mình bên này, tức là con mình bên này, gọi bằng ông nội ông ngoại gì đó, chắc gì họ có thời gian họ về. Mà đám cháu không nhớ thì đám chắc là bảo đảm luôn, chắc luôn, không có gì hết. Cho nên thôi mình tự giải quyết, mình tự quyết định lấy luôn, đừng đợi ai quyết định hết. Phải không? Thanh niên tự hữu xung thiên khí, hư hướng Như Lai hà xứ hành. Thanh niên tự có chí song thiên, chẳng cần đi theo vết đổ, đó mới gọi là đúng. Mình thấy cái điều gì bây giờ không còn phù hợp, mình tự giải quyết luôn. Pháp Hòa đã bao giờ, Pháp Hòa có rất nhiều tên trong bảo hiểm nha. Mấy bà già lên nhờ hết rồi. Tại vì sao? Nói là bảo đảm là con cái không biết gì nữa rồi. Thôi thì nhờ thầy lo luôn. Một là thủy táng. Có nhiều vị nói sau khi thiêu xong 49 ngày rồi, thầy lo rải luôn giùm.
Có nhiều vị nói nếu mà thầy thương cho con về chùa con ở rồi thầy lo. Pháp Hòa, nhưng mà Pháp Hòa có lo hết không? Lo hết đời Pháp Hòa thôi chứ hết mà hết đời mình thôi. Còn đời đệ tử tôi không biết ạ. À. Thưa thầy, con có đọc trên mạng có nhiều bài viết nói danh từ bà chủ chùa. Vậy thầy có thể hoan hỷ giải thích cho con biết thế nào là bà chủ chùa? Sao người ta lại gọi bà chủ chùa ạ? À, em cũng xin thành thật, lần đầu tiên em nghe danh từ này. Em cũng đọc kinh sách dữ lắm mà em cũng chưa biết chữ này. Ngay cả ông chủ chùa em còn chưa nghe, lấy gì em nghe bà chủ chùa. Không có cái từ đó đâu. Mà nếu có thì chắc có lẽ là người ta muốn châm biếm ai đó mình không biết. À, nhưng mà mấy cái từ đó không có trong Phật giáo. Ngay cả chữ chủ chùa cũng không có à, chứ đừng nói là ông bà gì hết á. Đạo Phật không có xài chữ chủ chùa. Bởi vì mình còn làm chủ mình không được, mà chủ cái gì, chủ cái chùa. Mà chùa của mình đâu mà làm chủ. Chùa của ai? Của bá gia bá tánh, chứ của mình đâu mà làm chủ. Mình không có làm chủ ai hết á. Có làm chủ nợ thì được. Cái vị mà ở trong chùa, chúng ta không gọi là chủ chùa, mà chúng ta gọi là trụ trì. Trụ trì khác chứ chủ chùa xa lắc. Trụ là ở, trì là giữ. Ở chùa và giữ chùa kêu trụ trì. Còn nếu mà nói cho hoa mỹ, nói cho cao siêu chút nữa là gì phải không? Trụ Như Lai gia, trì Như Lai tạng. Nghe ghê gớm vậy đó. Ở nhà của Như Lai gọi là trụ Như Lai gia, giữ gìn gia tài của Phật gọi là trì Như Lai tạng. Còn nói đơn giản đi, ông giữ chùa, giữ chùa thôi chứ không có chủ. Này, cái thân này mà còn làm chủ không được, mà mình chủ ai? Nó muốn bệnh giờ nào nó bệnh, nó muốn chết giờ nào nó chết. Thậm chí nó muốn chết qua, nó chắc kiếp chết chứ đâu còn mong chi sống. Không có chủ được ai hết á. Cho nên Pháp Hòa, mà mấy vị mà mời Pháp Hòa đi cúng khai trương tiệm đó, Pháp Hòa lợi và cúng, Pháp Hòa nói hôm nay quý thầy rất hoan hỷ tới để chúc mừng và cầu nguyện cho quý Phật tử mở được cửa hàng làm ăn, tạm gọi là chủ tiệm. Nhưng mà nhớ là mình làm chủ tiệm thì dễ, mà làm chủ bản thân khó. Và phải nhớ rằng có hàng chục người làm cho mình để họ đóng vai người làm để mình được đóng vai làm chủ. Vậy thì khi có người làm mình mới được làm chủ. Không ai còn làm với mình chủ với ai. Quý vị hiểu ý và muốn nói gì không? Mình làm chủ mình phải đối xử với nhân công làm sao? Thì nhân công ở lại với mình sao để mới được gọi mình làm chủ? Nhưng mà mình làm chủ cái gì không cần biết, mà làm chủ chưa được làm chủ mình thì mình chưa làm chủ được. Ví dụ như chủ mình là chủ gì? Chủ cơn giận, chủ cái chức vị của mình. Tôi là ông chủ, tôi là bà chủ, tôi ra lệnh quý vị phải nghe. Thì nếu mà người ta cần việc làm thì người ta nghe, nhưng mà người ta nghe người ta làm mà tâm người ta không phục. Còn mình làm chủ như thế nào mà người ta thương quý mình, mà ta gọi bà chủ ông chủ bằng cái tấm lòng của người ta, hai cái đó nó khác. Ngay cả vị trụ trì, người ta tới người ta sợ mình quá, người ta kêu mình trụ trì, mà người ta kêu tại vì cái chức mình trụ trì, người ta kêu trụ trì, chứ còn cái tâm cung kính trụ trì nó không có. Cho nên không có chủ chùa, mà chỉ có trụ trì thôi. Trụ ở đó, gìn giữ cái đó. Hết duyên thầy cứ đi. Hết duyên là đi, không có cái gì khổ hết á. Tại vì ở để giữ chùa, lo chùa thôi. Chùa này của bá tánh, mặc dù trên danh nghĩa là tôi đứng ra tôi vận động tôi xây đó, tôi vận động tôi làm đó, nói nghe oai phong vậy đó, nhưng mà thiệt sự ra tôi không có gì hết á. Sở dĩ tôi làm được là nhờ bá gia bá tánh hùng vô tôi đại diện, tôi là người được tin tưởng, được giao phó, tôi làm việc đó. Nhưng mà đủ duyên tôi làm, hết duyên tôi đi, không có ràng buộc, không có bận rộn. Thầy nào mà bỏ chùa mà rời khỏi cái chỗ đó mà đau khổ với cái chỗ mình làm đó, tôi chưa giỏi. Chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời dấn thân cho đạo pháp.
Chỗ nào đạo pháp cần, chúng con đến. Chỗ nào chúng sanh cần, chúng con tới. Không vì danh lợi. Xong rồi chúng con đi. Không nề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Cho nên mình không bao giờ có chữ chủ chùa. Trong kinh sách, trong từ điển Phật học không có chữ chủ chùa. Chỉ có chữ trụ trì thôi. Trụ là ở, trì là giữ. Ở chùa, giữ chùa. Nói một cách trang trọng, ở cái chùa đó giữ gìn viền mối của đạo pháp, làm cho chánh pháp được phát huy. Còn thầy ở đó mà thầy bày đủ thứ trò mê tín để cho người ta bái cúng lại lục mà không giảng pháp cho người ta nghe, thì cái đó chưa đúng chánh pháp. Mà nếu quý Phật tử nào mà đến chỗ nào mà người ta chỉ cho mình ăn mà không cho mình giáo pháp, thì chỗ đó không phải chỗ mình ở. Chỗ nào mà người ta cho mình giáo pháp mà người ta không cho mình ăn, ráng ở. Còn chỗ nào mà vừa cho mình ăn, vừa cho mình giáo pháp, ngu gì không ở. Còn chỗ nào không cho mình giáo pháp mà cũng không cho mình đi, ở ăn. Vọt lẹ. Thưa Thầy, cho con hỏi, Phật tử hải ngoại với môi trường và cuộc sống khác rất nhiều so với Việt Nam, thì Phật tử chúng con có bổn phận như thế nào và nên làm gì để gìn giữ và phát triển Phật giáo để hỗ trợ quý thầy cô chuyên tâm tu tập? Câu này hay đó, nhưng mà nói nhiều lắm à. Thôi bây giờ trước hết nói về căn bản, nếu mình có cái tâm như vậy thì đúng là một Phật tử, nghĩa là mình muốn hộ trì. Người xưa nói như thế này: Phật pháp trường tồn là do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh nhờ đàn Việt phát tâm. Phật pháp có phát huy hay không là ở quý thầy chứ không phải ở Phật tử. Tại vì cái chuyện hoằng pháp lợi sinh là bổn phận của tăng ni. Giữ gìn đạo tràng cơ sở của chùa là chuyện của Phật tử. Hai bên làm hai việc. Cũng giống như á, ba đi làm về, đem tiền về nuôi gia đình. Mẹ ở nhà phải có bổn phận lo cơm nước và dạy dỗ con cái. Hai việc làm. Cũng như thế, Phật tử giúp cho quý thầy duy trì ngôi tam bảo vì quý vị có đi làm. Quý vị có phương tiện, vật chất quý vị hộ trì. Còn chư Tăng là đầu tư hết cuộc đời mình vào chuyện nghiên cứu giáo pháp để truyền bá lời Phật, giúp cho Phật tử trên năm phương diện. Thậm chí Phật tử buồn khổ, có những vấn đề trong gia đình, mình phải có lời an ủi. Gia đình Phật tử có tang sự, chúng ta phải an ủi, chúng ta phải chăm sóc. Chứ không phải là tôi tu rồi, chuyện đó không phải chuyện của tôi. Nhưng mà lúc mình cần người ta mình réo. Lúc hết việc rồi mình không có quan tâm. Thì cái đó không phải tâm của người tu sĩ. Cho nên người Phật tử phát tâm phát triển đạo Phật. Quý vị muốn phát triển đạo Phật phải không? Trên phương diện cá nhân, mỗi người phải tự nỗ lực tu tập ở nhà. Tụng kinh, bái sám, nghe pháp, chuyển hóa phiền não. Đó là tự thân mình nha. Trên phương diện đóng góp cho cộng đồng, không tham gia những câu chuyện thị phi thế sự, chuyện tốt chuyện xấu của đạo tràng này đạo tràng kia không được bàn tán. Người ta có rủ mình vô nhóm vô phe cũng không có phe nhóm. Phật tử giữ được cái lập trường đó thì tự nhiên sẽ yên. Mà thậm chí người ta rủ nó: chị, mình tu rồi không có phe nhóm, hộ trì tam bảo thôi. Chỗ nào có chánh pháp chỗ đó mình hộ trì. Còn rủ rì mà rỉ tai đó là mình sai. Tại mình làm cho đạo tràng bị mai một. Phát triển không nổi nếu mà chúng ta cứ sống kiểu đó. Và chúng ta phải hộ trì giúp đỡ cho quý thầy, là quý thầy đâu có đủ người để mà lo hết cho quần chúng Phật tử. Mỗi người mình phải chăm sóc với nhau. Cho nên nhiều lúc Pháp Hòa rất muốn á, rất muốn điều đó, là mỗi Phật tử mình quan tâm với nhau. Thí dụ bây giờ mỗi người giữ 10 cái số phone,
thì mỗi Phật tử có bổn phận phone thăm nhau. Thầy trụ trì không có thời gian, thì Phật tử mình đó, thấy ai không đi chùa phone hỏi thăm. Biết được gia đình chị đó có hữu sự, báo cho thầy trụ trì biết: thầy ơi, chị Năm á, gia đình chị có chuyện, mấy tuần lễ nay chị không có đi chùa được, mấy tuần lễ nay chị bệnh mà chị giấu đó. Thầy mình báo cho thầy trụ trì biết để thầy trụ trì gửi tâm lân mẫn đến Phật tử. Mình là cánh tay nối dài của Tăng Bảo. Còn mình sống ở trong chùa không biết ai hết trơn, ai đi chùa đi cũng đi thôi, tôi không biết. Rồi hỏi tới mình, nó không, tôi không có thích thị phi. Đó đâu phải chuyện thị phi, đó là mình quan tâm với nhau, mình làm cánh tay, mình giúp đỡ. Và thậm chí 2-3 tuần cũng thấy vị đó gọi: chị sao mấy tuần lễ nay chị cũng đi chùa, có chuyện gì không? Phật tử mình lân mẫn với nhau, cứ mình không cần làm gì. Ở đây hôm qua Pháp Hòa nói chuyện với thầy trụ trì, thầy trụ trì nói mỗi chùa mỗi tông á, Phật tử ta đi về chùa đó, ta lo cố củng cố phát triển cái tông phái đó. Người ta có cách làm việc của người ta rất là hay. Cho nên cái câu hỏi rất hay, rất có lòng. Và mình, bản thân mình trước hết là phải nỗ lực tu tập. Mình muốn phát triển đạo pháp thì bản thân mình phải phát triển tu tập trên 3 phương diện: văn, tư, tu. Văn là phải nghe, tư là suy nghĩ đạo lý, tu là hành trì. Mà người nào giữ được 3 điểm văn, tư, tu, giới định tuệ thì mình là một Phật tử đóng góp cho đạo tràng, cho Tăng Bảo rất nhiều phụ. Mình cũng là hàng Tăng Bảo, nhưng mà Tăng Bảo tại gia, lân mẫn với người cư sĩ. Có những việc chư Tăng làm không được mà quý vị làm được. Pháp Hòa ví dụ như á, bây giờ đang ngồi giảng đây nè, có một nhóm khách ở xa tới. Thí dụ Pháp Hòa đang là trụ trì ở đây đi, bây giờ Pháp Hòa không thể nào ê, mời mấy vị đó vô, Pháp Hòa không làm được. Một Phật tử thuần thành của chùa đây ngó ra thấy có một người, có nhóm khách tới, bước ra liền: A Di Đà Phật, chào quý đạo hữu mới tới. Xin hỏi quý đạo hữu ở đâu tới? Mời ta vô. Dạ quý tôi, ta nói tôi tới lễ Phật. Dạ thầy đang giảng sắp xong rồi, quý đạo hữu có thể ngồi đây nghỉ mệt hay là muốn lên tham dự không? Tiếp người ta, thay thầy trụ trì: ê, có ai mới tới à? Thôi kệ. Làm sao mình phát triển được? Người ta tới, người ta thấy không ai ngó ngàng gì tới người ta hết. Mà mình là Phật tử, cho nên Pháp Hòa nói vô tụng thời kinh nè, thầy trụ trì ngồi xuống tụng, và Phật tử thuần thành của cái chùa phải ngó nhìn xung quanh coi những người mới tới sao, người ta có kinh tụng không. Tụi mình chỉ biết cuốn kinh mình thôi à, kệ ai em có thôi, mặc mình sống vậy cũng được. Nhưng mà cái tâm lân mẫn mình không có, cái chùa đó sao phát triển nổi nếu mà Phật tử cứ sống kiểu đó. Mình là Phật tử thuần thành, mình phải để tâm tới những người ta mới tới. Thậm chí vô tụng thời kinh, mình mới biết kinh Nhật tụng để đâu, mình mới biết kinh Địa Tạng để đâu. Ngồi xuống là mình phải ngó phía sau, nhất là những người phía sau ta mới tới. Ta không có quyển kinh, mình biết có đâu, đi lấy quyển kinh, thậm chí đang cầm trên tay, nhường cái quyển đó, rồi đi kiếm kinh khác đưa cho các vị. Chắc chắn rằng các vị phải có kinh sách, thậm chí lật trang cho người ta luôn. Thấy người ta tới: dạ mô Phật, quý đạo hữu lễ Phật xong, quý vị đi mới tới ở xa, quý vị dùng cơm chưa? Chứ đâu phải là mà hết giờ rồi, hết giờ cơm rồi. Trời đất. Thành thử ra thầy trụ trì ổng không có ba đầu sáu tay, ổng làm được hết đâu. Tăng chúng trong chùa đó, đại chúng, những người thường trụ, những Phật tử trong chùa đó phải có bổn phận làm việc đó. Nếu mình muốn cái đạo tràng mình hưng thịnh, mình muốn cho Phật tử người ta tu tập. Thưa thầy, ai cũng nói đi tu là khổ, là cô đơn, mà con thấy quý thầy cô bên Nhật vừa tu vừa làm vừa tu, con thấy khổ cực thật, nhưng con vẫn thấy quý thầy luôn cười hiền hòa để bao dung chúng con mỗi khi về chùa. Có hôm con hỏi một sư cô vì sao cô đi tu khổ cô đơn mà sư vẫn chọn con đường này. Sư cười rồi hát cho con nghe đoạn này: đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn,
Vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Bài này sao giống của em vậy? Sư cô hát hay mà vui lắm thầy ạ. À, đi tu là khổ hay vui thầy ạ? À, thì nhìn thì biết rồi. Cái này nó liên quan tới bài kinh nha. Có một hôm á, có một vị cư sĩ tới hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao tụi con ở ngoài á, ngày ăn ba cử, tối nhiều khi còn ăn thêm, cuối tuần là diện đi chơi, ở nhà coi phim coi nhạc đủ thứ trò giải trí, mà sao tụi con mặc đứa nào cũng nhăn? Còn các thầy á, nhiều khi ngày ăn có ăn cử mà ngó lại thì cũng cứ đầu hũ dưới rau. Đời sống rất đơn giản mà tại sao các thầy ít nhăn, mà cuộc nhìn các thầy nó có cái vẻ gì nó nhẹ nhàng vô cùng. Quý vị biết Phật trả lời làm sao? Tại vì cái tâm nó không có vướng bận quá khứ khổ đau. Mình nó luôn luôn á, cái gì mình cũng muốn mà mình không lượng sức. Quá khứ thì mình cũng muốn ôm, mà tương lai mình cũng muốn hốt, mà hiện tại mình không có nhớ gì hết. Có không? Trời ơi, nó nói một câu nặng 5 năm về trước rồi vẫn nhớ luôn nha. Tôi nhớ rõ ràng một buổi chiều mưa. Nó mặc cái áo tím tôi đứng góc này. Tôi đi ngang nó thấy tôi một cái, tôi vẫn nhớ ánh mắt nó tới bây giờ. Ôi trời ơi, vậy mà cái người ta thương mình, ta quý mình chẳng nhớ gì hết trơn. Khổ không? Cho nên Pháp Hòa mới xin phép là mạn phép đổi lời cái bài hát nãy đó. Cái bài đó là Pháp Hòa đổi lời đó. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ẩn tu. Đời tôi đi tu nên tôi đây lắm an vui, thầy cùng đệ huynh chung nhau xây ánh đào vàng. Vì tôi biết tu nên tôi đâu còn trách ai, tôi đâu còn giận hoài, vì biệt đời luôn đổi thay. Đâu có giận ai hoàng chi, tại vì biết đời luôn đổi thay. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ giác chính ở đây. Chỉ có giây phút hiện tại, quá khứ là qua rồi. Cho nên có vị hỏi: thưa ngài, thế nào được gọi là tổ? Vị thiền sư trả lời: quá khứ qua không nhớ, tương lai chưa tới khỏi trong, hiện tại chẳng đem lòng dính mắc. Cái gì đã quá khứ nó qua phải không? Tương lai thì mình không biết sao trong. Hiện tại có nắm bắt được cái gì không? Có không? Không. Tại vì bất cứ một cái tích tắc nó thành ra quá khứ, cho nên không nắm được gì hết. Hiện tại cũng không nắm được gì. Thí dụ hiện tại mình là một tài tử thì đừng có dính mắc mình sẽ là tài tử, phải không? Tại vì trong cuộc sống Đức Phật có nói, có nhiều khi tận tài bất tận tử, nhiều khi tận tử bất tận tài. Có nhiều khi tài còn mà tử tới. Tận tài, tài bất tận, tử tận. Nhiều khi tiền của mình còn, nhưng mà cái chết mình đã tới rồi. Cho nên tài tử, nghe tài tử mình thấy có gì đó rất là, cuộc sống rất là sôi nổi hay là cái gì đó. Nhưng mà thật sự Đức Phật nói có những trường hợp tận tài bất tận tử. Mình tiền của mình hết rồi nhưng mà chưa chết. Nhưng mà có nhiều khi tài bất tận mà tử tận. Các thầy không phải không lo, không phải không giận, nhưng mà không có để lâu. Cũng phải lo chứ, không lo hay lo, nhưng mà biết lo. Lo cái gì cần lo. Ví dụ như ngày mai Pháp Hòa còn chuyến đi, nhưng mà hôm nay Pháp Hòa có 2 buổi nói chuyện, Pháp Hòa lo 2 buổi này thôi. Giờ này đoàn đi hết rồi, Pháp Hòa không lo, tại vì lo chuyện này. Hiểu không? Pháp Hòa có chuyện để lo, nhưng mà chuyện của ngày mai không phải chuyện bây giờ.
Chuyện bây giờ là lo làm sao đủ sức để nói chuyện như lời mình đã hứa. Con người chúng ta có hai chuyện để lo thôi. Một là khỏe, hai là bệnh. Nếu mình khỏe thì đâu có chuyện gì để lo. Nếu mình bệnh có hai chuyện để lo. Một là hết, hết bệnh, hai là mình chết. Nếu mình hết bệnh thì đâu có chuyện gì để lo. Nhưng mà nếu mình chết có hai chuyện để lo. Một là mình lên thiên đường, hai là mình xuống địa ngục. Nhưng nếu mình lên thiên đường đâu có chuyện gì để lo. Nhưng mình xuống địa ngục thì mình sẽ gặp rất nhiều bạn của mình. Chừng đó mình sẽ bận rộn bắt tay mỗi người và không còn giờ để lo. Mình ráng hai câu nổi không? Thôi làm bộ làm cho đẹp lòng hết đi ha. Thưa thầy, làm thế nào để vượt qua lòng ganh tị? Ganh tị là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là đố kỵ. Thường thường là mình trước khi mình tuổi tỵ mình phải tuổi thân. Sao tôi tuổi thân tôi quá à? Vậy đó ai cũng thương, còn tôi không ai ngó. Mà tuổi thân là qua tuổi tỵ gần lắm á. Chữ tỵ là mình đố kỵ, nghĩa là mình ganh với cái vị đó. Cái chìa khóa đó với cái ổ khóa đó làm việc với nhau. Thì một hôm á, cái ổ khóa nó mới trách cái chìa khóa. Nó mới nói á, cũng cùng là một bộ với nhau. Nhưng mà tôi á, thì khổ hơn anh. Chủ nhà đi đâu á, là đem tôi ra móc ngay cửa. Còn anh á, thì được đi theo chủ dân du khắp nơi. Còn tôi mãi mãi cứ đứng ngay cửa đó để cho họ khóa lại. Cái chìa khóa nó nói trời ơi, anh ổ khóa ơi. Thấy anh vậy mà anh cũng có phước hơn tôi. Anh ở đây anh được hít thở không khí, còn tôi cứ chui vô cái quần ngợp muốn chết. Thì khóa đã xong nhét cái chìa vô. Nhiều khi tôi ngửi đủ mùi mà anh đâu có biết. Cái chìa nó nói với anh khóa, ổ khóa vậy đó. Cái thì anh ổ khóa đó tức mình. Một ngày nọ, chủ để cái ổ khóa khóa xong, chủ quên. Sẵn dịp nó hất cái chìa khóa vô cái thùng rác. Vì nó nghĩ rằng á, tao hất mày đi để mày khỏi theo chủ nữa. Chủ đâu có nhớ, tưởng đâu là mình giữ chìa khóa trong người. Đi vân du một ngày trời về, lục giỏ không có chìa khóa. Bây giờ không có cái chìa thì làm sao mở? Cuối cùng lấy búa đập nát cái ổ khóa để được vô nhà. Mà cái ổ khóa bị đập rồi nó hư thì làm sao dùng lại được. Sẵn cái thùng rác đó, dục cái cốp vô đó. Lúc đó ổ khóa nó gặp lại chìa khóa. Chìa khóa nó nói welcome. Quý vị nhớ câu chuyện không? À, nhớ câu chuyện đó đi để trả lời ganh tị. Mình ganh, mình là chìa khóa mà mình ganh với cái ổ khóa. Hay là ngược lại, ổ khóa mà đi ganh với chìa khóa, rồi mình làm cho chìa khóa nó rọt vô cái thùng rác, để nó cuộc đời của nó khỏi cần ai dòm ngó nó nữa. Thì người ta không có chìa, người ta không mở được mình một cách trơn tru, thì người ta phải đập mình thôi. Mà một khi mình mà cái ổ khóa bị hư rồi thì làm sao xài được nữa. Thì mình cũng, cái số phận của mình cũng đi đâu? Cũng đi vô cái thùng rác chung với cái chìa thôi. Mà chẳng những như vậy mình tan nát rồi mới được vô đó nữa. Khi mình muốn nói chuyện này nhiều chuyện để kể quá. Nào cái chuyện ba con rận nó kiện nhau nè. Nào là cái chuyện cái lưỡi nó thưa cái thân nè. Thôi để dành nó đi. Tháng sau qua kể. Khi mà con muỗi nó cắn mình á, mình có thói quen mình làm gì? Đập muỗi. Đập muỗi, đập bài thơ, đập bài tụng kinh muỗi liền. Vì tao, tao phải đập mày. Vì mày mà tao phải đánh mày, đánh tao. Phải vậy không? Con muỗi nó cắn mình đau trên mặt rồi mình giả cái bóp.
con mũi nó chết nhưng mà ai cũng đau, mình cũng đau. Vì tao, tao phải đánh mày, mà vì mày mà tao phải đánh cả hai, là đánh mày đánh tao. Mình muốn người đó chết nhưng mình cũng chung số phận đó. Cho nên có nhiều vị nói thưa thầy bây giờ tôi muốn hại cái người đó vậy đó. Pháp Hòa hay đem một cái ví dụ. Pháp Hòa nói chú, bây giờ cái người chú ghét đó, nó đang đứng ngay cây xăng á, chú tới chú châm ngòi cho nó nổ cây xăng, chú nghĩ là cho cái người đó chết. Mà chú đâu có biết rằng cái người chết của mình sao chạy sao kịp, nó nổ là mình cũng dính luôn. Mà chẳng những người đó chết, chú chết, mà người xung quanh là ảnh hưởng. Có đôi lúc mình sống, mình không cần phải thế thiên hành đạo ra tay gì hết trơn, nhân quả nó đều có mặt. Cái ganh tị nó làm con người mình xấu chứ không có đẹp gì hết trơn á. Như hôm qua bà thưa đó, mình đã nghèo cái gì? Nghèo tiền của rồi, mà nghèo luôn tâm hồn là ganh tị thì không nên. Cho nên á, trong cuộc sống của chúng ta, Bồ Tát Phổ Hiền cũng biết cái tâm này, cho nên Ngài hướng dẫn chúng ta phát cái nguyện tùy hỷ công đức. Công đức tùy hỷ nó lớn bằng với cái người làm. Tại vì sao? Tại vì cái người làm á, họ có của họ làm, mình không của mình tùy hỷ theo, tương đồng. Cho quý vị nhớ không? Cái nguyện của 10 nguyện Phổ Hiền, trong đó nguyện thứ mấy? Nguyện thứ mấy tùy hỷ công đức nè, ai nhớ? Đọc lại từ đầu. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức. Trong kinh Pháp Hoa cũng nói phẩm tùy hỷ công đức, phải không? Mình làm cái người ta làm điều đó, mình không làm được điều đó, mình tùy hỷ. Cái bài khấn nguyện nè: cho con biết khiêm hạ, không nói lỗi của người, tự thấy mình nhỏ nhoi, việc tu còn kém cỏi. Cho con biết vui với cái vui của mọi người. Cho con biết thấy người khác thành công như chính mình làm được. Cho nên á, cái gì mình làm không được, mình thấy người khác làm mình cứ vui đi, mình cứ tùy hỷ theo. Hồi ở Việt Nam á, có một cái người đó đó, sống trong một gia đình 50 gia đình mà 49 gia đình giàu hết, con mình họ nghèo à. Thì cái người hàng xóm đi tới chơi mới nói: ủa, trong cái xóm này ai cũng giàu mà có mình anh nghèo, mà sao anh không có phiền não, anh không có bực bội? Nói, cái người trả lời sao biết không? Tôi đâu có gì để bực bội, mà tôi thấy tôi khỏe lắm. Ở trong xóm này 49 gia đình giàu, có mình tôi nghèo à. Không lẽ 49 này người này không nuôi nổi tôi mỗi ngày chén cơm? Do tôi không ganh tị với ai, tôi mỗi ngày tôi sống tôi vui vẻ với làng xóm của tôi, cho nên tuy tôi không của để giữ, họ giữ hết trơn rồi, tôi khỏi lo. Nhưng mà ngày nào họ cũng cho tôi cơm ăn. Tết người cho tôi cái áo, người cho 49 nhà, không lẽ không có tới 20 nhà tặng quà tôi sao? Họ không cho tôi được cái gì sang trọng, nhưng họ biết tôi cần cái gì, họ cho đúng cái nấy. Cho nên thấy tôi nghèo chứ tôi giàu, mà thậm chí nói tôi trung lưu, không cần giữ. Họ có của họ giữ, tôi không của khỏi giữ, họ giữ giùm tôi. Tới ngày tháng họ đưa tôi xài. Quý thấy được chừng đâu? Cho nên tùy hỷ công đức. Tại sao ở trong chùa Việt Nam mình ở cái thùng tiền để cúng dường? Tại sao mình không có để gì, mình để tùy hỷ công đức? Hai cái nghĩa chữ tùy: anh vui vẻ tùy lòng bỏ vô đó bao nhiêu cũng tốt, người khác thấy anh bỏ bao nhiêu cúng dường tùy hỷ đều tốt. Thưa đại chúng, cái người làm và người tùy hỷ nó giống như cây đuốc mà mồi vậy đó. Cây đuốc mồi lên, 100 cây đuốc khác tới mồi không hề có nao núng. Cây đuốc gốc cũng không bao giờ vì 99 cây đuốc kia mà nó bị hao mòn lửa, nó vẫn là như vậy. Con có người, con và người ấy làm chung một chỗ làm, người ấy thấy con hiền ít nói,
ấy ơi người ấy là ai? Nói cho ấy nghe với. Con và người ấy làm chung một chỗ, làm người ấy thấy con hiền ít nói, người ấy có hỏi mượn tiền con. Con vui vẻ cho người ấy mượn. Không trả, thời gian lâu không thấy trả, con có nhắc người ấy lại hẹn. Sau này con nhắc lại lần hai, người ấy lại trả lời không có mượn. Lúc đó em người ấy xuất hiện bên người ấy và nói ngược lại là con mượn tiền của họ. Họ dựng chuyện không nói có, chuyện có nói không. Mẫu người như vậy theo đạo Phật có tội không thầy? Họ tai ngược dữ lắm thầy ơi, con rất bức xúc, xin thầy quan hỷ cho con lời khuyên. Chắc muốn thầy đi phùng đi đánh lộn hay sao? Thật ra trên cái nhìn bình thường là người này có lỗi không? Cái người mượn tiền ta không trả người ta mà còn dựng chuyện nói người ta mượn của mình, thế chứ dĩ nhiên là có lỗi rồi. Nhưng mà trên cái phương diện nhân quả mình không thấy được. Biết đâu chừng đời trước mình cũng mượn của người ta, rồi mình cũng quỵt, rồi mình cũng dựng chuyện mình nói người ta, phải không? Thành thử ra ấy ơi tại ấy không biết á. Để ấy này nói cho ấy nghe nha. Ấy mà thấu đạo lý nhân quả rồi lại không có buồn nữa. Thôi bây giờ nếu như mình nghĩ là người đó có tội, tâm mình còn gắn tội cho người, chưa đủ từ bi, đừng nghĩ gì hết. Thôi bây giờ người này đã gạt tiền mình, nhưng thủy chung mình cũng không đến nỗi tán gia bại sản gì hết, mình vẫn bình thường. Bất quá mình biết người này là như thế nào, mình không có giao tiếp nữa. Cái điều thứ hai, thay vì mình nghĩ anh là người có tội, anh sẽ đọa địa ngục, anh sẽ trả lại cho tôi, đừng gặp ấy nữa, mệt lắm. Thay vì vậy nghĩ thôi, xóa sổ. Có thể đời trước tôi mượn của người này, tôi không trả, thôi giờ may phước là tôi có khả năng trả, và tôi vẫn, cuộc sống tôi vẫn bình an. Nghĩ như vậy đi, để tâm mình nhẹ nhàng, không có để cho người ấy làm một cái nặng nề trong thân thể của ấy nữa. Ấy nhớ không? Mà nếu mà người ấy mà lần sau gặp lại ấy á, người ấy rất là ấy nấy. Cái người mà sống mà tâm bao dung á, cái tâm bao dung á nó mới quan trọng. Chúng ta thường gọi là lượng cả bao dung. Chúng ta có một cái bài tán Phật. Đức Phật là cái người mà lượng châu xa giới. Cái lòng từ bi, cái lòng độ lượng của Phật á, ôm ấp cả thái hư này. Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không. Hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Thí dụ bây giờ người đó người ta làm gì mình á, mình thay vì mình nói là anh đó, đời này tôi không có làm gì anh hại tôi, anh thiếu nợ tôi, đời sau anh sẽ trả lại cho tôi. Thì mình nói như vậy nghĩa là mình bắt buộc cái món nợ này sẽ gặp mình nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, ở đời mà cho mượn nợ thì dễ, mà đòi nợ thì rất là khó khăn. Đời sau mà mình muốn đòi họ đâu phải dễ đâu. Họ cũng làm cho mình trầy da tróc giấy rồi mới trả chứ. Thôi thì tại sao mình không xóa luôn giờ đi? Mình xóa bây giờ là tại sao? Vì anh lấy tiền của tôi, chị lấy tiền của tôi. Nhưng thật sự tới bây giờ tôi đâu có thiếu thốn, tôi vẫn cuộc sống, tôi vẫn bình an. Nghĩa là tôi xem như là tôi đã cúng dường, tôi đã thân tặng cho chị. Không nghĩ gì nữa hết. Như vậy để có tâm mình bình yên. Và nếu như có nhân quả nữa thì đời nà đời mình không có kết với người đó, mình không gặp nữa. Kết thì gặp nữa, tưởng sao đòi lại 20 bạc. Cho nên cực khổ lắm. Cho nên không cần. Có một vị Phật tử mới vừa rồi qua đi giảng á, thì cái cô này cũng hỏi Pháp Hoài vậy nè. Là bởi vì á, cô thắc mắc một điều là trên thế gian này người ta vẫn biết tiền của là vật ngoài thân, vậy mà tại sao có người bo bo giữ mà không cho? Cổ mới nói á, cái người đó hứa làm từ thiện với con, cúng 5.000 làm từ thiện, cuối cùng đổi lời hứa không đưa. Bây giờ con không biết làm sao con xả. Và
hỏi Pháp Hòa chứ tại sao người ta vẫn biết đời này là vô thường, của cải là vật phù du, mà tại sao họ tiếc hoài, họ không có chịu đưa. Thì nếu mà trả lời mình nói trời ơi, người ta mới có hứa thôi, lời hứa mà bác cũng giữ hoài, bác không xả, còn tiền người ta không xả là phải rồi. Chị ta có mới có hứa thôi mà mình cứ giữ hoài trong lòng mình không xả, phải không? Thành thử ra trong cuộc sống chúng ta phải để ý cái đó. Nhiều khi chúng ta rất là mỗi đòi lại một cái nhỏ, để cuối cùng làm gì? Xài không được. Pháp Hòa ví dụ như á, hồi đó mình cho người ta mượn 100 đồng tiền Việt Nam, giờ qua đây gặp, ê bữa tôi cho 100 đồng tiền Việt Nam trả lại, người ta đưa mình 100 đồng tiền Việt Nam đâu có xài được ở Nhật, thì cầm chi 100 đồng tiền đó mà lại mang tiếng đi đòi nợ người ta, phải không? Mà cũng không xài được. Thì cũng giống trường hợp này. Thôi thì hôm nay cũng cảm ơn ấy gửi câu hỏi lên ha. Thì ấy cũng cố gắng trả lời cho ấy biết. Nếu mà được thì ấy bỏ qua luôn đi, cho nó vui nhà vui cửa nghe ấy. Rồi hết giờ rồi ấy ơi. Thôi thưa đại chúng, bây giờ cũng hết câu hỏi rồi. Thì Pháp Hòa xin cảm ơn, trước hết là con cảm ơn thầy trụ trì, chư tăng ni bổn tự cũng như quý đồng quý Phật tử tại chùa Đại Nam đây đã hết lòng tạo duyên cho chúng con trong 2 ngày nay để có cơ hội thăm chùa và thăm quý Phật tử. Đặc biệt là cảm ơn quý đạo hữu, quý anh chị em Phật tử xa gần hay tin Pháp Hòa về đây. Trong suốt 2 ngày nay các anh chị không quản ngại đường xa, phơi nắng dày sành đạp sỏi về đây để mà cho Pháp Hòa được cái cơ hội thăm quý vị, chia sẻ quý vị. Chúc cho quý vị được an vui. Quý vị có hoan hỷ vui vẻ không? Rồi, một phần. Cho nên á, mình cúng nghĩa là mình cung cấp. Mà cái quan trọng là mình làm sao để mình làm cho cái gia đình mình, cho cái hoàn cảnh nó tốt, chứ không phải mình cúng mà nó hết. Theo tín ngưỡng dân gian thì người ta cúng cúng sao gì, cúng cái sao đó. Thí dụ như người ta nói năm nay sao gì, sao kế đô. Nghe chữ sao kế đô là thấy làm sao? Nặng dữ lắm, nam la hầu, nữ kế đô. La hầu là gì? Lật ngược lại, mình được quyền la người hầu. Kế đô là gì? Kế là đếm, đô là tiền đô. Năm nay giàu lắm, trúng số, có tiền nhiều để đếm. Ở đây á, Pháp Hòa chỉ vui với quý vị chút, nhưng mà Pháp Hòa chỉ muốn thưa là mình muốn cúng thì cái đó quyền của mình, nhưng mình nhớ là hễ mình cúng cái này á, thì không được gọi cái này của đạo Phật. Muốn cúng là chuyện của mình, quyền của mình. Mình thích làm theo kiểu đó mình cúng, nhưng không được nói cái này của đạo Phật. Đạo Phật không có cúng tam tài, đạo Phật không có cúng sao giải hạn. Mình không cần cúng, mà đạo Phật dạy cho mình cách tu để mình giải cái tai ách cho mình. Mỗi tháng mình vẫn cúng, mà mình gặp ai mình cũng nói xấu hết, thì thế nào mình cũng bị bạc tai, chứ không phải là tam tai nữa. Người nào mà cũng nói xấu hết thì cúng 10 ông sao nào mà xuống sao che chở cho mình nói. Rồi cuối cùng mình cúng quá trời, ông nói thôi bó tay. Thật khỏi có cần phải cúng tam tai. Quan trọng là cách sống của mình. Cách sống của mình mà thông rồi đó thì không có chỗ nào mình gặp tai ương hoạn nạn hết. Để mà kể cho chúng nghe câu chuyện. Đây là một câu chuyện có thật của một ông đại gia bên Hồng Kông. Thì cái ông này ông giàu lắm. Ông mới mời ông thầy địa lý về coi phong thủy cho ông. Thì trên đường đi thì ông thấy cái ông đại gia này nè. Ông thấy ông đại gia này nè, thắng xe cái kịch, qua tuốt bên đường thắng cái kịch, bước xuống xe, băng qua lộ, móc tiền trong túi cho mấy cái đứa nhỏ nghèo nó đang ngồi bên vệ đường. Ông nói, cái ông kia mới nói, ủa tại sao
tôi thấy nhưng mà giờ tôi mà ngừng lại giữa đường là đụng xe ở đằng sau, cho nên tôi phải tấp vô. Rồi tôi băng qua nhỏ đó, băng qua lộ tôi cho, và đồng thời tôi cũng an ủi mấy đứa nhỏ. Leo xe đi tiếp. Đi được một đoạn, cái xe kia nó lủi ra mà nó không có coi. Thì cái ông này cũng thắng, ông nhường. Thì ông thầy coi phong thủy mới hỏi, ủa sao lại, chắc người ta cần gấp chuyện để đi, thôi để cái mình nhường cho người ta đi chứ mắc chi mình gấp rút gì đâu, con chở thầy từ từ đi, chắc họ gấp cho nên họ mới dữ dội vậy đó. Đi tới một đoạn khác, thấy một cái đứa nhỏ nó băng qua đường. Ông thắng cho nó qua rồi, ông lái xe lên, ông dừng lại, ông nhìn kiến hậu. Ông thầy bói, ông để ý con này làm gì. Thấy đứa nhỏ băng qua lộ cho đàng hoàng đi rồi, ông mới đi. Hỏi tại sao? Nói mấy đứa nhỏ nhiều khi nó đi không có cẩn thận. Mình phải chắc chắn nó qua đường an toàn rồi mình đi cũng không sao. Ông thầy phong thủy trong một cái chuyến, ông này mời tôi về coi phong thủy cho ổng. Mà trên con đường về nhà ổng, tôi thấy ba việc ổng làm. Ông thầy phong thủy đó, thôi anh quẹo xe chở tôi về nhà tôi đi. Nhà anh phong thủy tốt lắm rồi. Quý vị hiểu được câu chuyện không? Đâu có cần coi phong thủy. Một con người sống như vậy thì đức tràn chứ làm sao mà có tổn phước tổn giảm gì được mà phải cúng tam tai coi phong thủy. Thành thử ra mình là một phong thủy tốt nhất của chính mình chứ chẳng cần ai làm gì cả. Còn nếu mình muốn làm cứ làm, nhưng mà nhớ không được gọi cái đâu có đạo Phật. Mình muốn cúng tam tai, muốn cúng giải ách gì đó chuyện của mình. Mà nó khổ một cái chỗ nào mà có cái nhang lên kiểu của đạo Phật hết à. Trời ơi, nó bó mấy bó xả, nó dứt tóc nha, để ngay giữa đường đánh tiểu nhân. Tao đánh cho mày chết, tao đánh cho mày chết. Mà chỗ nào có nhang, có đèn, cái là quy nạp gì hết, cái đó của đạo Phật. Đạo Phật đâu có mấy cái đó. Vậy cho nên mình muốn làm gì mình cứ làm, nhưng mà hễ cái nào không phải của đạo Phật thì nói rõ này không phải của đạo Phật. Vậy thôi. Còn cái chuyện ông thầy phong thủy đó, ổng tự biết, ổng tự lượng sức ổng không? Ổng là một nhà phong thủy nổi tiếng, được cái ông đại gia người Hồng Kông muốn mời về để coi phong thủy. Vậy mà ổng cũng phải nói thôi, chở tôi về đi, không cần coi nữa đâu. Nhà anh phong thủy tốt lắm rồi. Giờ mình nghiệm lại coi mình đã sống được chút nào, dư sức, mình đã từng làm. Thành thử ra tự nhiên gia đình mình có phong thủy. Phong là gió mà, thủy là nước. Nhà mình có nhiều khi không phải gió nhiều, gió ít đâu nha. Cuồng phong không, là những cơn thịnh nộ của mình. Xin thầy hoan hỷ giải thích cho con được biết. Cũng là đạo Phật, nhưng sao chia hai bên, Nam Tông và Bắc Tông? Nam Tông sao không ăn chay? Và kinh Phật có khác nhau không? Ăn không ăn chay có sao không? Những vị không ăn chay bằng chứng thấy người ta vẫn sống ngon lành, vậy là không có sao rồi. Thưa đại chúng, là thật ra đó, thời của Đức Phật không có chia bất kỳ một tông nào hết. Không có Nam Tông, Bắc Tông, không có Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Tàu Khê Tông, Chân Ngôn Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Tướng Tông gì hết. Không có tông gì hết á. Thời Phật chỉ là một tăng đoàn thôi. Nhưng mà sau khi Đức Phật Niết Bàn, tức là Phật mất á, khoảng 150 năm sau, thì trong nội bộ chư tăng á, có hai cái ý tưởng. Một bên á thì nghĩ rằng xã hội bây giờ đã văn minh, mình cần phải hội nhập vào xã hội để mình có thể tiếp độ cho các vị đó. Mình phải dấn thân vào xã hội, mình phải biết một số vấn đề trong xã hội để chúng ta giúp họ. Một số nói không, mình phải giữ nguyên bản thời Phật như thế nào, mình phải giữ như vậy. Thì khi có hai cái ý kiến như vậy đó, thì bắt đầu mới đưa ra cái vấn đề là bây giờ mình chia hai nhóm. Ai mà thích nhập thế thì đi về phía Bắc của Ấn Độ, chúng ta gọi là Bắc Tông.
hay là Bắc truyền, nghĩa là đạo Phật được truyền về phía Bắc. Mà các vị này được gọi là đạo Phật dấn thân nhập thế. Như chúng ta ngày nay đó là đạo Phật dấn thân nhập thế đó. Còn các vị khác quan niệm rằng Phật xưa tu sao giờ phải y vậy. Nghĩa là Phật ngày xưa đi khất thực, ăn ngày một cử và không phân biệt thức ăn chay mặn, ai cúng chi ăn nấy. Thì các vị này giữ nguyên như vậy, chúng ta gọi là Nam truyền, tức là truyền về phía Nam. Đại chúng tạm hiểu vậy đi. Vậy thì không có vấn đề chống bán nhau, chẳng qua là hai ý tưởng. Một bên muốn giữ nguyên bản, một bên muốn nhập thế. Cho nên bên mà nhập thế đó thì người ta bắt đầu đi chợ nấu ăn. Thì đã là nấu ăn thì mình tự mình làm chủ được món ăn của mình, cho nên mình bắt đầu ăn chay. Mình không cần phải mua những cái sinh mạng con khác để mình ăn nữa, tại vì mình đã tự chủ được cái món ăn mình. Còn các vị Nam Tông Nguyên Thủy thì các vị đi khất thực, ôm mình bát đi ra ngoài đường. Mỗi sáng từ 9 giờ tới 11 giờ đi khất thực. Ai cúng gì thì các vị dùng nấy, sau giờ ngọ là các vị không dùng. Vậy thì không có vấn đề chống bán nhau, mà nguyên do là bởi vì có hai cái ý đó. Không ăn chay không có sao, đó là cái xưa giờ các vị giữ như vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng qua Thái Lan, mình mặc cái áo nâu này nè, đối với Phật tử Thái Lan người ta lạ lẫm lắm, ta đâu có biết mình là ai. Tại vì con mắt của người Phật tử Thái Lan xưa giờ chư tăng chỉ mặc đồ vàng chứ không có đồ nâu. Thầy của Pháp Hòa đó, thầy ở trại tị nạn Thái Lan 4 năm để giúp cho đồng bào tị nạn ở đó. Khi lính Thái Lan đó, nó vô nó bắt mấy cô gái Việt Nam mà xin lỗi để gọi là hãm hiếp á, thì các Phật tử Việt Nam mình chạy lên chùa cầu cứu với các thầy Việt Nam. Các thầy mặc áo nâu này ra nó không nể, tại vì nó tự mình đâu biết mình là ai. Khi mà nghe lính Thái Lan bắt mấy cô gái Việt Nam là các thầy ra cứu bằng cách đó, là lấy cái áo tràng vàng mặc vô, xong rồi đi ra chắp tay xá mấy ông lính Thái Lan, cứ xá mấy ông thôi, là mấy ông thấy đầu cạo mặc áo vàng là mấy ông biết mình là thầy tu thả. Vì người Thái Lan họ chỉ biết có một màu đó thôi. Bây giờ ngược lại, các sư bên Nhật Bản này là mặc nhiều màu lắm, màu nâu, màu đỏ, màu tím, màu trắng gì đó. Đối với mình lạ không? Lạ, tại vì xưa giờ mình thấy chư tăng mình chỉ có hai màu à, ba màu thôi, màu lam, màu nâu, màu vàng. Mình không thấy màu tím, cũng không thấy màu nguyên một bộ cung lê trắng. Thành thử ra mỗi đạo Phật nó đi tới mỗi quốc gia nó có thay đổi một chút, tùy theo cái địa phương, tùy theo quốc độ, tùy theo cái hoàn cảnh, cái văn hóa đất nước đó. Ta nhập thế mà. Cho nên quý vị thấy không, đạo Phật nhập thế là đi tới quốc gia nào thì Đức Phật liền thành cái nét của cái văn hóa đó. Thái Lan nhìn Phật giống Thái Lan, Nhật nhìn giống Nhật, mắt nhỏ nhỏ vậy. Tàu nhìn giống Tàu, Việt Nam giống Việt Nam. Người Tàu á, họ không thích làm tượng Phật ốm. Quan niệm của họ là người phước đức là mặt phải tròn, má phải nọng, cổ phải có ngấn, cho nên họ làm Phật có ba ngấn, tượng trưng cho nhân hậu. Phật phải tròn trịa, còn Phật ốm ốm kiểu Việt Nam mình họ không thích. Rồi mình làm nó tay chân Phật phải thon thả. Người Hoa quan niệm khác, tướng trượng phu không có tay thon thả như vậy được. Tay chân phải bằng thẳng, ngón chân phải bằng thẳng chứ không có non nã. Tại vì mình, cái dáng vẻ của người Việt Nam mình thích như vậy, mình làm như vậy. Còn đối với người Hoa, họ quan niệm là trượng phu. Thì như vậy thì đạo Phật nhập tới đất nước nào thì đất nước đó tạo ra Đức Phật như vậy. Nói phải ngó nha. Có nhiều khi quý vị thấy Phật quấn cái y, cái Phật cột, cột ở đằng trước gì hở cái ngực chỗ này nè, nhớ không? Phật Nguyên Thủy Ấn Độ không có mặc kiểu đó. Cái đó là theo cái áo vận của người Hoa, mặc theo kiểu nhà đường.
Thật thử thời Phật trước người ta làm tượng Phật, cho nên những cái áo của Phật nó màu này màu kia, rồi nó cột chỗ này cột chỗ kia vậy đó. Đó là theo cái phong cách của người Hoa. Và hễ thời đại nào sẽ tượng, nó sẽ ra thời đại đó. Tượng nhà Đường ra tượng nhà Đường. Cái áo mà các sư Nhật bây giờ nó mặc đó, nó ảnh hưởng thời nhà Đường đó. Cái áo tay rộng rồi nhìn như cái củng vậy đó, mặc vô nó có xếp ly xếp ly xếp ly đó. Đó là cái ảnh hưởng cái áo từ thời nhà Đường. Rồi khi mà cái áo đó qua tới Việt Nam á, mình cũng nương cái áo đó mình sửa lại một chút, không có xếp nữa. Tại sao? Hao dái quá. Mặc bình thường thôi nhưng mà cũng vẫn giữ cái áo dài đó. Rồi khi mà ở bên Ấn Độ á, bên Ấn Độ á là khi mình cung kính là phải hở cái vai chứ không có che. Quý vị đọc trong kinh nhớ không? Cái vị Bồ Tát đó lễ Phật xong hở cánh tay phải hỏi Phật để bày tỏ lòng cung kính. Nhưng mà qua tới nước Á Đông của mình hở cánh tay là bất kính. Giờ làm sao trời? Nếu mình bít cái tay á, thì mình phản lại với cái truyền thống của Phật. Mà bây giờ hở cánh tay thì không hợp với quốc độ ở đây. Cho nên các vị mới chế cái áo dài mình mặc vô, xong vẫn giữ được cái truyền thống đắp y hở cánh tay phải. Hở cánh tay phải theo nguyên thủy Ấn Độ, nhưng lấy cái áo dài che cái tay lại để giữ được phong cách của phương Đông. Quý vị hiểu tôi nói không? Vậy thì đạo Phật đi vào mỗi quốc gia, hội nhập được cái văn hóa đất nước đó mà không mất đi cái bản gốc của Phật giáo. Chứ không sao hết. Chứ mình đừng có đặt vấn đề là các vị ăn gì. Tu là quan trọng là ở cái tâm, còn cái truyền thống ta vậy. Mình các sư các Phật tử bên Nam Tông không có biết nấu ăn chay đem vô cho các thầy đâu, vì các sư không được nấu ăn. Các chùa Nam Tông các sư không có nhà bếp, mà nếu có nhà bếp là để hâm thức ăn chứ không có nấu. Các sư không có đi chợ mua thức ăn về chặt nấu đâu. Phật tử một tháng chia lịch hết, một tháng 30 ngày là 30 gia đình Phật tử chia lịch với nhau, thay phiên nhau đem thức ăn lên cho chư tăng, mà phải đem trước 11 giờ. Thí dụ mình biết ngày mai mình bận rộn, mình nấu tối đêm nay đem lên dặn các thầy, ngày mai trưa con bận các thầy hâm giùm con ăn. Còn đúng nghĩa đúng bài bản là các vị phải đem tới trước 11 giờ bày ra rồi chư tăng xuống dùng, chứ chư tăng không có nấu ăn. Và truyền thống của người ta không ăn chay thì mình không thể nói người ta sai được, thì đó là cái truyền thống người ta. Thì chúng ta cũng vậy, giờ các vị đó mình ăn chay cái ta nói ngược là ta nói mình là ngoại lai, thời Phật đâu có ăn chay. Bây giờ mình ăn chay là trật, ví dụ vậy đó. Cho nên mình không có được nói ai đúng ai sai mà tùy theo mỗi truyền thống. Ví dụ người mình không có ăn cá sống, người Nhật là ăn cá sống, thì mình cũng không nói người ta được, đó là truyền thống của người ta. Hỏi là không ăn chay, ăn chay có sao không? Cái đó tùy cái luận giải của mình không dám nói. Ở đây mình chỉ nói cái vấn đề truyền thống thôi. Ví dụ như mình ăn cơm, mình mời chư tăng Ấn Độ Tích Lan tới nhà, mình để cái muỗng, các sư không ăn muỗng, các sư ăn gì? Ăn bát. Mà ta ăn hay lắm, các sư là tém tém chấm bụp vô, ta quạt vô vậy nè, ta quạt vậy đó, không có rớt hột nào ra hết trơn á. Còn mình để cái nó răng tùm lum. Cái đó gọi là đoàn thực đó. Hôm qua mình có nói đó, đoàn thực, xúc thực, thức thực, tư niệm thực đó. Đoàn thực là các sư á, lấy cái miếng chapati, cái bánh mì đó đó, xé một cái là các sư quấn tròn ở trong cái miếng chấm vậy, ta đưa vô miệng vậy nè. Cho mình để cái, nhiều khi mình không, mình thay quen cái cách của mình dọn cơm, các sư mình để cái muỗng đó, các sư cũng để bên nè. Ăn xong rồi mỗi người có một cái tô, đem nước tới rửa tay trong cái tô đó, lấy khăn lau. Truyền thống của người ta là kính chư tăng. Pháp Hòa qua Tích Lan, các anh mà dẫn Hòa đi sắp sửa vô ăn chỗ nào hay ngồi chỗ nào là mấy ảnh chạy trước đó, lấy cái tấm ra giường trải cái chỗ đó, mời tăng vô ngồi. Tăng không có phải đụng đâu ngồi đó, chư tăng ngồi ở đâu là mình phải trải cái miếng vải cho chư tăng ngồi, vì những cái ghế người thường mình ngồi chư tăng không có nên ngồi.
Mà sở dĩ mà phải dùng lại cái ghế đó thì phải có tấm vải phủ lên. Cho qua bển là các anh mà dẫn, các anh người Tích Lan dẫn vào đi đâu là trong túi lúc nào cũng có cái ra giường hết. Thì mình sắp sửa ngồi vô chỗ nào là mấy anh vô chuẩn bị trước. Còn có đứa em trai lúc bình thường rất dễ thương, hay nói về Phật Pháp và cũng hành trì theo Phật Pháp, tâm tính hiền lương, cũng rất thích giúp người. Nhưng khi cơn nóng giận nổi lên thì em con không có nói năng gì, chỉ im lặng, hoặc là sẽ thốt ra những lời lẽ nặng nề xúc phạm, làm tổn thương người thân. Nhất là má con là người chịu đựng nhiều nhất. Vậy con kính mong thầy cho gia đình con lời khuyên phải làm gì khi xảy ra tình huống như vậy. Em này bình thường rất là hiền, nhưng nổi nóng lên thì nói những lời nặng nề xúc phạm, có khi thì chỉ im lặng. Trước hết là xin thưa, không phải chỉ có em này nó như vậy đâu, em nào ngồi đây cũng giống nhau hết. Bình thường hiền lắm, bình thường cầm chuỗi lần dễ thương lắm, mà tới hồi đụng chuyện là quấn chuỗi. Thưa đại chúng, cái người nóng giận nó có ba dạng. Nóng giận như người viết chữ trên đất, nóng giận như người viết chữ trên nước, nóng giận như người viết chữ trên đá. Có những người người ta nóng giận, ta nói xong rồi hết. Như những người mà nóng giận nó viết trên cát vậy đó, viết xong thì sao, nước nó bay lên là xóa chữ. Nhiều khi có người ta nói xong rồi ta quên, ta không nhớ nói gì, ta giận lúc đó thôi. Là người đó là viết chữ trên cát. Có những người ta nóng giận như là cái người viết chữ trên nước vậy đó, nghĩa là không có chữ nào nó ra, không lưu xuất từ cái tâm, người đó không có giữ lâu, và thậm chí không có giữ nữa. Như viết chữ trên nước đâu có chữ gì hình thành. Nhưng mà có những người nóng giận xong rồi hận thù để đó, như người viết chữ trên đá. Tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có thất tình, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Bảy cái món tình cảm đó nó nằm ở trong ta. Tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có tham, có sân, có si. Mình là một đường tăng. Tham, sân, si là ngộ không, ngộ tịnh và ngộ năng. Tham á, là ngộ năng, phải không? Con heo đó. Sân á, là ngộ không. Si là ngộ tịnh. Ba cái nhân vật đó tượng trưng cho tham sân si đi theo đường tăng để thỉnh kinh. Đường tăng là mình. Ngài đường tăng là biểu tượng như một con người bình thường như mình. Nhưng mà ở trong con người bình thường này có ba đứa đệ tử. Hình thù quái dị. Tham sân si nó quái dị. Mà không người nào tham giống nhau. Có nhiều người tham rất nhỏ nhặt. Có nhiều người sân rất dễ dàng. Cho nên mỗi người mỗi thiên hình vạn trạng. Cái quan trọng là mình biết được cái cơn giận của người đó sẽ xảy ra lúc nào và khi giận họ làm gì, để chúng ta điều phục họ bằng cách, thí dụ như họ giận lên mà mình nói nữa là họ sẽ giận thêm, cho nên trường hợp đó đừng nói. Mình biết cái cách của họ giận ra làm sao rồi thì chúng ta không có tiếp lửa, tiếp sức để cho cái cơn giận đó được tăng trưởng. Chúng ta phải hiểu họ, chúng ta mới giúp họ được. Cho nên hồi hôm qua quý vị nhớ tại sao mình tụng Đại Bi rồi tụng Bát Nhã đó. Đại Bi là tình thương, Bát Nhã là hiểu biết. Mà người có tình thương rồi thì sẽ tìm cách hiểu người kia, và chính vì hiểu người kia cho nên tình thương mình nó lớn. Không ai mà dám vỗ ngực nói tôi hết sân rồi, tôi hết sân si rồi, không dám đâu. Nhưng mà sân si nó nhiều dạng, là lửa phừng hay lửa ngầm. Pháp Hòa kể đây chúng nghe câu chuyện thiền. Có một hôm một vị thầy mới nói với người đệ tử, con đi lấy miếng lửa trong đống tro đó cho thầy. Người đệ tử thấy đống là nhìn cái đống tro không thấy gì hết, nói dạ thưa thầy, trong tro không có lửa. Ông thầy mới lại bươi tro ra, gấp lên cục than nó nằm ngậm ở dưới, hỏi đây là cái gì. Người đệ tử liền giác ngộ, ở trong tiềm thức, ở trong tận sâu của chúng ta vẫn có cái đó.
Nhưng mà tại vì bây giờ mình tu khá rồi, nó che lấp ở trên thôi, nhưng mà ngấm ngầm bên trong nó còn sân si lắm. Không còn sao giận nhau không nhìn mặt, không còn tại sao giận nhau không nhìn mặt mà không ai bước tới nhà ai. Còn chứ sao không. Nhưng mà tại vì chưa chuyển được cái đó. Mà hãy chuyển được cái đó là có thần thông ngay. Đến đi tự tại, nhìn nhau trong thông cảm. Cho nên có những cái bài thơ á, giận nhau trong bản môn, ta và người xưa giờ mình nhìn nhau, mình giận nhau, nhưng mà rồi mình biết rằng trong cái tận cùng chúng ta không có hề giận nhau, chẳng qua là chúng ta bất đồng cái sự việc thôi. Cho nên đối với em này á, mình nên hiểu em, rồi mình tìm cách mình khi nó lên cơn giận thì chúng ta làm gì để cái cơn giận nó ngang đó, nó ngưng chứ không bộc phát hơn. Mình phải hiểu nó mình mới giúp nó được. Kính bạch thầy, con hỏi một cây cổ thụ sống lâu năm thì liệu có linh hồn trú ngụ không ạ? Lát dẫn Pháp Hòa tới qua hỏi. Nếu có mà mình mua cây gỗ đó về làm nhà hay đồ dùng sinh hoạt thì vong linh đó có theo về nhà mình không? Cái này phải đặt máy camera mới biết. Có thể khuyên vong linh đó quay về tu tập để vãng sanh miền cực lạc không? Mình biết tiếng nói của họ không? Nếu mình biết thì mình cứ khuyên, còn hỏi thầy biết không? Thầy không biết. Thưa đại chúng, theo cái quan niệm của ta, chúng ta làm gì chúng ta phải xin phép. Nhưng mà thường thường mình nói khơ khơ người ta đâu có chịu nghe. Cho nên các ông cụ, các cụ tổ mình xưa thường dạy nè, ở chỗ nào là những cây cổ thụ lâu năm, chỗ nào nhà cửa lâu năm, hay là muốn bất cứ làm việc gì, chúng ta lên tiếng xin phép một tiếng. Về cái mặt tâm linh, mình không biết có ai nghe mình không, nhưng mà hiện tượng hiện tại ai là người an lòng? Mình. Đó là một tâm lý. Ví dụ mình dọn vô cái nhà mới, không biết có ama cỏ nào, thần thánh nào trong đó, mua dĩa trái cây với mình mong hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2019, gia đình con Nguyễn Văn Xoài, Nguyễn Văn Mít xin dọn vô đây để cư trú ở trong nhà này. Con xin có chút ít hương hoa lễ phẩm kính trình các vị thổ địa thổ thần, các vị khuất mặt trong gia đình này, chứng minh và liễu tri gia hộ cho chúng con được ở yên nơi này. Không có ông nào ở cái nó ừa, tao nhận. Nếu như mà ổng ừa một cái mình bán gấp. Khấn là khấn vậy nó, mai là ổng im lặng mình ở luôn. Chứ nếu mà ổng chứng một cái là bán gấp cái nhà đó thôi, cách nào ở nổi. Nhưng mà cái tâm lý phải không? Tâm lý nói xong rồi, tôi xin phép rồi mà. Cho nên á, người Nhật á, họ để trong mấy cái làng, mấy cái nhà quê, những cái bà ông bà già ta bán, ta trồng rau cỏ, ta bó từng gói, ta để đó, ta bán đồng bó. Ví dụ, ta không cần ai đứng đó coi chừng vậy đó. Anh thành thật, anh mua bó đó 1 đồng, anh bỏ vô 1 đồng. Nếu anh có 2 đồng, anh bỏ 1 đồng, anh tự anh thối về cho anh đồng. Còn anh tham đó là chuyện của anh. Tại vì ở dưới làng quê này, tụi tôi sống chỉ cần vậy thôi đủ rồi. Người thành thật ta không bao giờ ta làm chuyện khác hơn. Thì bây giờ tâm mình cũng thế. Cái tâm mình thành thật là mình đến đâu mình xin phép. Thì ở Việt Nam mình có một vị tổ, bữa đó trong chùa sắp sửa đốn một cái cây cổ thụ. Hòa thượng thấy mấy thầy chuẩn bị xong, hòa thượng hỏi làm chi. Nói dạ bạch hòa thượng, chúng con định cắt cái cây đó bỏ. Hòa thượng nói cho tôi 3 ngày. Hòa thượng ra, hòa thượng đứng, hòa thượng lâm râm, hòa thượng khấn. Là khấn gì? Các côn trùng vi tế nè, các vị, nếu các vị thần nào có nương trú vào đây, 3 ngày nữa cái cây này sẽ được đốn đi. Thì tôi báo cho các vị biết, nếu các vị nghe được lời tôi nói, các vị cần dọn nhà nên dọn gấp, có cần xe tôi cho mượn. Nhưng mình nói vậy để làm chi? Thứ nhất là để
răng chúng làm cái gì cũng phải có trước có sau. Cái cây cổ thụ đó nó che mưa che nắng cho mình, nó ở trong đất chùa mình bao nhiêu năm, mình hưởng nó, mình không nói gì hết. Bữa nay muốn chặt cái là ưng chặt lại đem ra chặt à? Phải báo cho người ta biết chứ. Trên nguyên tắc, cách sống là phải như vậy. Bạn mình mời tới nhà ăn cơm, mình muốn dẫn thêm một người bạn, mình phải alo, mình hỏi một tiếng. Chị mời tôi mà tôi dẫn thêm người bạn được không? Người ta được mới mời chứ, tự nhiên sắp người ta tới nhà chị, bạn em nè. Tiếng Mỹ nó nói, rồi sao? Này, trước khi thỉnh chuông nha, cầm cái dùi lên. Không phải cầm cái dùi lên dện một tiếng liền à. Người thỉnh chuông, trước khi thỉnh chuông phải nhập chuông nè. Để làm chi? Báo cho cái chuông biết. Chuyển, tại vì chuông là một loại đồng. Nếu mình thỉnh một tiếng, nó tức á, nó bể chuông á. Cái này gọi là tức chuông. Cho nên mình phải như vậy nè. Để mình chuyển cái độ rung của nó. Để cái độ rung này nó chuyển hết cái chuông đi. Mình thỉnh một tiếng, chỗ này nó không bị tức, bởi vì nó có cái độ rung đều. Đó là Pháp Hòa nói trên phương diện mình biết cách sử dụng chuông đồng. Còn trên phương diện báo chúng, các anh chị thức dậy, tôi sắp sửa dện tiếng chuông, người ta đang ngủ, bon, chuyện gì vậy? Cho nên đang ngồi thiền á, nhất là giúp lúc ngồi thiền nha. Ngồi thiền 100 người mà nhập định hết 90 rồi. Chỉ còn có 10 người tỉnh nè. Trời ơi, mấy người kia là ta ngủ gà ngủ gật hết rồi. Mà anh dện một tiếng vậy á, người ta tưởng ma, ta la. Chừng đó kêu tẩu quả nhập ma. Cho nên trước khi đang yên tĩnh thỉnh chuông, thỉnh là báo cho ta biết sắp tới giờ. Đó. Người thỉnh mỏ cũng vậy. Ở trong miền Nam á, cái cách thỉnh mỏ của miền Nam cũng vậy. Trước khi mà thỉnh mỏ là phải lấy cái dùi thả lên cái mỏ. Không, thả lên. Khi mình chuyển chống bát nhã nè, khi thỉnh chống bát nhã cũng vậy, cầm cái dùi nhập vô cái chùa, nhập vô cái trống hai cái, rồi bắt đầu mới thỉnh thùng bon, thùng bon, thùng bon, sổ thùng 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 thùng, cái đó kêu là sổ trống, chưa vô hồi. Sổ trống để mà chuyển trống chuyển chuông trước, rồi bắt đầu mới thỉnh theo hồi. Thùng 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 bát nhã hội, thỉnh theo có bài kệ đàng hoàng, ta nghe nó có âm thanh, nó có âm điệu, chứ không phải cầm dùi muốn dện nhiêu dện. Nó có bài kệ thỉnh trống, nó có bài kệ thỉnh chuông. Chứ bây giờ hỏi là cái vong linh ở trong em không biết, nhưng mà để an lòng chúng ta cứ khấn một câu. Mà cái chuyện nhiều khi tâm linh mình không nói được. Có một cái gia đình đó, ở em Minh Tinh chỗ ở, có một cây rất là lớn phía sau, thì mấy đứa con nó bị dị ứng với cái lá đó. Thì hai vợ chồng muốn đốn cái cây đi. Pháp Hòa nói thôi khoan, để lên khấn cái đã. Lên khấn xong, quý vị biết không, cái ngày mà thợ tới sắp sửa cưa, giông gió lên. Mấy cái anh thợ Tây á, nó đâu biết gì mà nó thấy giông gió, nó sợ, cây to mà. Nó bữa nay giông gió quá, nó thợ có sấm sét á, nó không dám làm. Rồi nó đi về. Lần thứ hai cũng y vậy, đang bình thường vậy mà sắp sửa đem cây ra sấm sét lên, nó không dám làm. Cuối cùng Pháp Hòa phải xuống cúng lần thứ hai. Cúng lần thứ hai, quý vị, cái người mà nó cưa cây á, nó ăn 10.000. Mà nó xuống nó cưa mà nó bị hai lần vậy, nó lấy không được, nó cancel. Lần sau cúng đàng hoàng xin phép, chịu rồi đó ha. Quý vị biết không, lợi đốn không có gì trở ngại mà mướn cái hãng khác, nó ăn có 6.000. Ở đây Pháp Hòa không phải nói linh không linh, nhưng mà nói có nhiều cái mình không nói được. Không nói được. Chợ đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa, đối với Pháp Hòa thì Pháp Hòa chỉ muốn nói một cách căn bản thôi. Mình làm cái gì mình có xin phép, mình có thốt lên cái lời nói đó để nó an lòng mình. Pháp Hòa đi giảng đó, nhiều khi tới chùa đó ngủ, ngủ yên. Rồi Pháp Hòa biết rồi đó. Mà trong tâm Pháp Hòa chỉ cần khởi thôi, chứ không cần nói ra tiếng nữa. Tôi biết ở đây có quý vị, thôi tối nay tôi chỉ tới đây hoằng pháp, xin quý vị để yên cho tôi ngủ, là yên.
Còn không là ngủ không được. Học các vị không có quậy phá gì mình, nhưng mà báo cho anh biết tôi đang ở đây. Cảm ơn thầy rất nhiều về buổi pháp thoại quý báu. Bạn con hôm nay có nhờ con hỏi thầy về lợi ích thù thắng của cúng dường trai tăng. Cúng dường dê đê, còn viết kiểu này là cái giường để ngủ á. Chữ giường đang viết trong này là cái giường ngủ á. Thầy đi xa thì chẳng cần giường. Trước hết là mình nói chữ cúng dường để cho đại chúng hiểu, rồi mình mai mốt mình viết không trật. Tại sao kêu là cúng dường? Chữ cúng là nó phát xuất từ chữ cung. Chữ dường á, dê đê á, nó phát xuất từ chữ dưỡng. Cúng dường nếu nói cho đúng là cung dưỡng, cung cấp để dưỡng nuôi. Mà mình nói trại bây giờ là cúng dường, cung cấp dưỡng nuôi. Ví dụ mình đem gạo lên mình cúng là cung cấp bao gạo để dưỡng nuôi quý thầy, cung cấp một số tịnh tiền tịnh tài để dưỡng nuôi ngôi chùa, duy trì ngôi chùa, trả tiền điện, tiền nước, tiền chi phí. Vậy thì cúng dường nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi. Đó, chữ cúng dường ha. Giờ trai tăng. Trai là bữa cơm, bữa cơm trai. Đúng ra chúng ta gọi là ăn trai chứ không có ăn chay. Ăn chay là mình nói trật chữ, nói trại chữ. Còn cái nghĩa đúng của chữ là trai, T-R. Trai là gì? Là trong sạch, là tinh khiết. Mà nó ngộ cái ăn chay, nhưng mà hãy qua tới chữ kia là trai tăng, trai đường, trai phạn. Chữ trai là trong sạch, là tinh khiết. Vậy thì chữ trai tăng nghĩa là hôm nay mình thiết một bữa cơm để cúng dường chư tăng, gọi là trai tăng. Bây giờ trai tăng nó có hai cách. Mình cúng cơm không cũng là trai tăng. Rồi muốn thuống thêm thắt là trà, là bánh, là vải, là cái gì mình muốn tặng thêm đó là tùy mình. Nhưng mà căn bản trai tăng là bữa cơm thôi, chúng có gì hết. Thời Phật các cư sĩ thỉnh chư Phật về, thỉnh Phật, thỉnh chư tăng về cúng dường bữa cơm là trai tăng rồi đó. Ngày nay á, trong chùa mình ít có tổ chức cái đó, trừ những gia đình có chuyện, thí dụ như đám tang, đám cưới gì đó, ta cúng thì thấy nó long trọng á, thì mình thấy bữa trai tăng nó có cái gì nó đặc biệt. Chứ thật sự ra thời Phật trai tăng chuyện bình thường. Có nhiều khi một tháng Phật trai tăng 30 ngày nữa. Tại vì mỗi ngày có người thỉnh về nhà dùng cơm là trai tăng à. Cho nên quý vị đừng có sợ là phải làm trai tăng một cách thịnh soạn, không. Bữa nay mình nghỉ ở nhà nè, mình làm bữa cơm lên mình cúng dường cho quý thầy cũng là trai tăng đó. Nhưng mà trai tăng đơn giản, không có bài bản để mình thưa gửi vậy thôi. Vậy còn mình tắt bạch, mình nói mình ở đâu, mình có chuyện gì đó là mình thưa gửi để nhờ năng lực chư tăng chú nguyện. Chứ còn thật sự bữa cơm trưa mình cúng dường cho quý thầy là trai tăng rồi đó. Thấy không? Thì hỏi trai tăng sự công đức thù thắng lợi ích. Trong những cái pháp cúng dường á, tác phạn trai tăng là tạo cái bữa cơm để cúng dường. Tại sao? Bởi vì con người sống ai cũng cần ăn. Nhưng mà có những người ta ăn xong rồi lợi ích của người ta cũng bình thường, không có gì hết. Ví dụ tên ăn trộm, một cái tên, một cái người làm việc xấu đi, họ cũng ăn bữa họ sống, nhưng mà cái đời sống của họ chỉ làm khổ người khác. Còn có những người sống lợi ích cho người, mình giúp cho người ta bữa cơm, người ta no, người ta làm được nhiều việc. Cho nên Pháp Hòa nhiều khi thấy quý thầy đi học, ít nhiều mình cúng dường. Để chi? Để quý thầy có phương tiện đi học. Hay là thấy quý thầy đang làm việc gì mình thấy có lợi thì mình phát tâm cúng dường để trợ duyên cho các thầy làm việc. Cái đó đều là cúng dường, đều là công đức hết, tùy theo cái nhu cầu. Nhưng mà căn bản nhất của con người mỗi ngày là gì? Là cơm ăn. Cho nên á, tại sao Ngài Huyền Trang đi Tây Phương thỉnh kinh theo bộ phim Tây Du Ký đó, đi tới Tây Phương rồi gặp Phật Tổ rồi xin thỉnh chân kinh, thì Ngài Ca Diếp hỏi có gì để đổi không? Nhớ cái khúc đó không?
Rồi cái vị đó mới không có gì đổi, cái đưa kinh không có chữ. Khi trở về đổi lại thì mới lấy cái bình bát á đổi. Tại sao không lấy cái khác mà lấy bình bát? Bởi vì bình bát là một vật để đựng thức ăn mỗi ngày, nuôi mạng sống. Tôi cho anh lời kinh để anh nuôi tâm linh, thì anh đổi chác lại với tôi bằng một chén cơm nuôi thân. Không thể chỉ một mặt anh có kinh sách mà anh không sống nổi, tụng với ai, nghiên cứu cái gì. Cho nên cái người tu ta không cung phụng xác thân, nhưng không có khinh xuất nó, mà chúng ta dưỡng nuôi cái thân đủ sức khỏe để chúng ta tu tập, để chúng ta làm được nhiều thiện sự. Trong kinh Pháp Cú nói, ví như những cánh hoa kết lại thành tràng hoa, ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Lấy một cái hoa 1, 2, 3, 4 kết lại thành một tràng hoa. Con người này cũng thế. Nơi cái thân sanh tử của con người này, nếu biết, làm được rất nhiều thiện sự. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa có ngày cũng sẽ chết, nhưng mà từ khi Pháp Hòa biết chia sẻ với đại chúng tới giờ là từ năm 97, 98 tới giờ là bao nhiêu năm? 20 mấy năm nay. Ròng rã nói mỗi cuối tuần. Bây giờ nói lấn luôn ngày thường. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ nếu một ngày nào đó mà có chết đi thì mà thấy rằng mình sống không có phí nữa. Vì cuộc đời của mình mỗi ngày, mỗi tuần mình đã làm được gì cho Phật Pháp. Thấy không? Những ví như những cánh hoa kết lại thành tràng hoa, ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Chúc mừng thầy trở lại Nhật, rất mong lần này được chiêm ngưỡng nhiều chùa chiền của xứ này. Con kính mong thầy cho con lời khuyên, bản thân con tánh tình bộc trực. Tử tế với tất cả mọi người, luôn sống vì người. Tuy nhiên, con luôn mong đối phương phải tử tế lại với mình. Nếu không thì con không bao giờ giao thiệp với họ nữa. Thành ra cuối cùng thì xung quanh chẳng còn ai chơi với mình. Sao giống mình quá. Con không phải muốn họ trả lễ cho con y như những gì mình cho họ, nhưng sao con cứ thắc mắc trách móc tại sao họ không giống mình. Nếu mà họ giống mình thì họ là mình, chứ đâu phải họ là họ. Họ không giống mình thì mãi mãi mới họ với mình. Tại sao chúng ta gọi là chúng sanh? Nếu đơn giản giải thích chữ chúng sanh là chúng di duyên sanh, tất cả chúng ta nương nhau mà sống. Thật ra cái vị Phật tử này có buồn vậy đó cũng không có gì. Nếu đứng trên phương diện bình thường thế gian là không có gì sai hết. Chuyện bình thường, mình giúp người ta không giúp mình lại mình cũng bực chứ, phải không? Mà mình cho người ta cái này quá trời. Cho nên á, bánh ít quy phải gì, bánh ít đi, bánh quy phải trở lại. Còn bánh ít đi hoài, mai mốt nó ít hơn. Bánh ít đi hoài mà không thấy bánh quy lại, thì rốt cuộc còn bánh không chứ có bánh ít. Trên thế gian là vậy. Nhưng bây giờ mình tập theo cái tinh thần của người học Phật nè. Khi mình cho ai điều gì á, mình nên tập có ba cái nhìn. Hay nói cách khác là có một cái nhìn về ba thứ. Một là mình, hai là của, ba là người. Mình không phải là người cho, của này không phải là của cho, người kia không phải là người nhận. Cái này đạo Phật gọi là tam luân không tịch. Tam luân là ba cái vòng. Mình đưa ba cái vòng này đi tới cái chỗ vắng lặng, bình thường. Hôm qua Pháp Hòa có thưa nè, thường thường cái cách mình tu tập á, khi người ta cần đến mình, cũng may là gặp lúc mình có thể làm được. Đó là mình nghĩ vậy đi. Nếu mà hôm nào họ cần tới mình mà mình không làm được, mình đành bó tay, không thể giúp. Cho nên ở đây mình không có làm ơn gì hết, chẳng qua là đúng lúc thôi.
đúng lúc anh cần và đúng lúc tôi có khả năng. Thấy như vậy cho nên rồi mình giúp người mà không bao giờ có một cái gì phía sau. Cho nên Đức Phật nói á, nếu mình thi ơn mà mong cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Ở đây mình thông cảm. Cái này nhiều khi á, mình chỉ muốn cái phước hữu lậu thôi. Tôi cho người đó một, người đó phải cho lại tôi ít nhất phân nửa. Phước này là phước hữu lậu. Hữu lậu là gì? Là cái phước này nó có ngày nó hết. Bây giờ tập phải tập làm phước vô lậu nha. Mình làm một cái gì mà mình không tính toán thì cái phước đó bất tận. Pháp Hòa ví dụ nè, cái gì gọi là hữu lậu và vô lậu nha. Pháp Hòa có một đồng, Pháp Hòa tặng cho quý vị một đồng, rồi quý vị có một đồng, quý vị tặng ngược lại cho Pháp Hòa một đồng. Cứ như thế mà suốt năm hai chúng ta mãi mãi chỉ có một đồng. Đây là phước hữu lậu nè. Bây giờ phước vô lậu đây. Pháp Hòa có một hiểu biết, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Đại chúng có một hiểu biết, đại chúng chia sẻ là với Pháp Hòa. Cứ mỗi lần chia sẻ là cả hai tăng lên hai cái biết. Biết của mình và biết của người. Cái phước này, cái biết này là biết của vô lậu. Tại vì nó tăng trưởng. Nó không hình tướng nhưng mà nó tăng trưởng. Còn cái mà chúng ta thấy được hình tướng đổi chác, đó là hữu lậu. Nhớ không? Thân này là thân hữu lậu hay vô lậu? Hữu lậu. Chữ hữu là có, chữ lậu là còn rớt lại, còn sót lại. Thì cái thân này nè, thân hữu lậu. Nhưng mà những gì mình làm cho thế gian là vô lậu. Tại vì mình làm rồi không tính toán, nhưng mà nó tồn tại mãi, không có gì tính được. Thì nên đi. Mình nếu mình mong người ta cho mình lại nữa thì thôi, mãi mãi mà không có gì để nhớ nhau. Tôi đâu có, tôi chị đâu có gì đâu. Chị cho tôi một đồng, tôi cho chị lại cái bánh quê. Nhưng mà mình vẫn cho người ta hoài mà mình không thấy gì người ta cho, không sao hết. Vì cái đó nó mới là cái điều chúng ta cần nói. Quý vị thấy nếu cuộc đời này mà ai cũng tính toán với mình kiểu này á nha, trả nổi không? Trả không nổi. Người thứ nhất tính với mình là mẹ mình nè. Từ lúc sanh mình ra mẹ sẽ ghi sổ uống bao nhiêu bình sữa rồi, xài bao nhiêu ký tả rồi. Nếu mà cái người muốn tính toán với mình là mẹ mình á. Nhưng mà mẹ không bao giờ có cuốn sổ nào với con hết. Nhưng mà ngược lại, con có sổ với mẹ nha. Có không? Có. Trời ơi, hồi đó tôi nuôi bà già tôi 8 năm á. Mình nói vậy đó. Trời, ông già tôi không bệnh, tôi nuôi 3 tháng luôn đó. Tôi cực khổ, tôi ngày đêm. Mà không nghe ông già bà già nào nói tôi nuôi nó 3 năm á. Nhường cơm, xẻ nước, không nghe nói. Tại vì sao? Vì mẹ là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho tình yêu, cho hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ là cái tiếng con bập bẹ nói từ lúc chào đời cho đến lúc trưởng thành, con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho tình yêu, cho hạnh phúc. Nhà mẹ không có đòi mình. Thở đây á, thôi thì bây giờ chị tập, mình đưa cái cho mình cao lên chút. Nếu mà mình cho lại đây bình thường nè, ta mình giúp người ta giúp lại. Bây giờ phi thường nha, người ta mình giúp người ta rất nhiều mà mình không cần người ta đáp lại gì hết, đây là phi thường. Còn nếu mà người ta không đáp lại rồi người ta vẫn sống bình an vô sự, còn mình bực bội với người ta là mình bất thường. Giờ mình muốn mình bình thường, mình phi thường hay bất thường, đó là do mình. Trên nguyên tắc giúp người, người giúp lại, đó là chuyện bình thường. Còn mình giúp người mà không cần người giúp, đó là phi thường. Còn người ta không nói gì hết, người ta vẫn bình an, người ta thấy không có gì đặc biệt, mà mình cứ bực bội hoài, thậm chí mình nói thôi, tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Có người nói tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa.
Đây là mình như vậy. Có nhiều người ta hận, ta nên ta viết trên tay người ta xăm trên tay người ta: hận đời đen bạc, ghét kẻ bạc tình. Rồi mỗi lần mà là mỗi lần mà buồn đời cái giáng tay lên, thấy không? Kính bạch thầy, cho con hỏi, người thân chị gái của mình tham sân si chấp, cứ sống theo quá khứ và mong ước về tương lai, cuối mong thầy quan hỷ giúp con. Thầy bó tay. Người thân mình bị tham sân si, sống theo quá khứ, thầy có về đó đâu, thầy lôi chị sống với hiện tại. Thưa đại chúng, mỗi người có mỗi cái nghiệp sống, cái đây là cái quan niệm thôi. Có những người người ta dễ dàng quên được cái quá khứ, có những người ta không có dễ quên. Không phải là người ta không muốn, nhưng mà ta làm được. Mà mình muốn làm được cái việc đó thì mình phải thực tập dữ lắm. Chính bản thân mình nè, chính bản thân mình thôi chứ đừng nói lâu. Có nhiều khi mình gặp một cái chuyện gì đó là mình không bao giờ quên được. Cho nên á, mình khi mà mình nổi tham sân si, mình chấp, rồi mình thấy cái người đó như vậy, mình buồn. Mình buồn á nghĩa là mình thương á, chứ không phải ghét á. Buồn nó hai loại: buồn thương và buồn ghét. Ví dụ như Phật á, Bồ Tát, người ta thấy mình ta thương, ta buồn, ta chúng sanh mình sao lặn ngụp hoài không chịu trồi lên. Trong kinh Địa Tạng nói cứu họ vô rồi đem cái người đó lên rồi lay xây qua xây lại, ủa thấy nó nữa. Cho chúng sanh mình cũng vậy thôi. Cái quá khứ, cái tương lai á, là hai cái nó chi phối mình lớn lắm. Cho nên á, đạo Phật á, dạy cho mình trở về với cái hiện tại. Thì thôi bây giờ nếu mình có một người thân như vậy thì mình phải ráng làm sao mình khuyên. Không có bắt người ta một lần được đâu, cứ một lần mình nói một chút. Hồi ba con còn sống, ông có nói sống cái nhà thác cái mồ, vậy khi mất đi con nên chôn hay thiêu? Theo con muốn chôn vì có 7 đứa con, để nó nhớ cái mồ mả của cha mẹ, vì đạo Phật là đạo hiếu. Dạ thưa không phải, đạo Phật là đạo hiếu, mà hiếu không phải chôn mới hiếu, mà cũng không phải thiêu mới hiếu. Ông bà mình hồi xưa quan niệm á, sống cái nhà thác cái mồ, bởi vì đó là cái phong tục tập quán của mình là mình chôn. Người Nhật có chôn không? Không. Người Nhật là thiêu. Ấn Độ có chôn không? Không, thiêu. Thưa đại chúng, khi mình chết đi á, có 5 cách giải quyết cái xác chết. Một là thiêu, gọi là hỏa táng. Hai là chôn, gọi là thổ táng. Ba là bỏ xuống nước, gọi là thủy táng. Bốn là cho chim ăn, gọi là điểu táng. Năm là đỏ trong rừng, gọi là thi lâm táng. Cách nào cũng là giải quyết cái thi thể đó hết. Nhưng mà tại vì người Việt của chúng ta có đất, cho nên chúng ta chôn. Chôn xong vài chục năm sau, chật đất quá, đem lên đốt. Đốt rồi để trong hũ. Thật ra tới đó làm sao cũng được hết, tùy mình. Vì chết rồi á, cái chữ chết không phải là chết là hết, là không phải hết cái đó à. Không phải là chết là hết, không còn gì. Hết là hết cái thể xác của mình thôi, chứ còn nghiệp lực của mình chi. Quan trọng là cái nghiệp lực siêu thoát, còn cái hình thức chôn cất hũ cốt mình giữ sao là tùy hoàn cảnh của mình. Đạo Phật không hề quy định con cái phải chôn cha mẹ để đi thăm mới gọi là có hiếu không. Mình nói vậy kẹt cho người ta, lỡ người ta không có khả năng chôn làm sao? Rồi lỡ người ta nghĩ rằng gia đình người ta sẽ dọn nhà đi, người ta chôn đó rồi nữa ai thăm? Phải không? Mà hơn nữa đó, mình sự 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 sống hơn là sự tử. Mình lo cho người sống nhiều hơn người chết. Người chết có lo mà chỉ một phần. Cái quan trọng là lúc sống nè. Ăn nóng không cho ăn, đợi tới cho ăn nguội không. Thấy không? Thành thử ra cái quan trọng là lúc sống mình làm gì với người thân.
mình làm gì với họ, chứ còn cái chuyện mình chôn hay là thiêu tùy hoàn cảnh. Cho nên ông bà cha mẹ đừng có chối lại với con là mẹ muốn á, khi nào chết á, tụi con ráng đem về Việt Nam làm cái đám tang cho nở mặt nở mày hàng xóm. Mình nở mặt nở mày mà con nó bể bụng con nó bể mặt, tại vì lo không nổi thì phải chạy đi mượn đầu này đầu kia để lo cái đám, xong rồi con đổ nợ. Mình chết xong rồi mình chết rồi hết rồi đó. Mình hết cái xác mình mà để là đóng nợ. Trời Phó Hòa hay đùa hỏi nhà anh có thiếu gì không? Nhà con không thiếu gì hết, chỉ có thiếu nợ. Dạ thưa đại chúng đừng quan niệm vậy. Đạo Phật là đạo hiếu, nhưng mà cái chữ hiếu của đạo Phật không có nghĩa là chôn hay thiêu. Mà cái hiếu của đạo Phật là khi sống chúng ta phụng lo, khi chết chúng ta làm theo ý nguyện. Mà cái ý nguyện của cha mẹ là cái ý nguyện muốn con mình sống lành mạnh, chứ không phải là cái vấn đề khác. Còn mình muốn chôn thiêu là tùy mình, cách nào cũng được hết. Có những người ta chôn xong giờ thời gian cha mẹ chôn Việt Nam, con cái qua đây với bầy cháu. Bây giờ cái tớp mà cái nhóm người con bây giờ bắt đầu già sắp chết nè, mà cái tớp cháu là quên rồi đó, mà cái lớp chắc là còn dữ dội nữa. Cho nên thôi bây giờ các vị phải về Việt Nam bốc mộ thiêu rồi thủy táng luôn để chi yên lòng. Mình đã đối với cha mẹ mình xong hết cái bổn phận. Cháu mình bên này, tức là con mình bên này, gọi bằng ông nội, ông ngoại gì đó, chắc gì họ có thời gian họ về. Mà đám cháu không nhớ thì đám chắc là bảo đảm luôn, chắc chắc luôn, không có gì hết. Cho nên thôi mình tự giải quyết, mình tự quyết định lấy luôn, đừng đợi ai quyết định hết. Phải không? Thanh niên tự hữu xung thiên khí, hư hướng Như Lai hà xứ hành. Thanh niên tự có chí song thiên, chẳng cần đi theo vết đổ, đó mới gọi là đúng. Mình thấy cái điều gì bây giờ không còn phù hợp, mình tự giải quyết luôn. Pháp Hòa đã bao giờ, Pháp Hòa có rất nhiều tên trong bảo hiểm nha, mấy bà già lên nhờ hết rồi. Tại vì sao? Nói là bảo đảm là con cái không biết gì nữa rồi, thôi thì nhờ thầy lo luôn. Một là thủy táng, có nhiều vị nói sau khi thiêu xong 49 ngày rồi thầy lo rải luôn giùm. Có nhiều vị nói nếu mà thầy thương cho con về chùa con ở, rồi thầy lo. Pháp Hòa, nhưng mà Pháp Hòa có lo hết không? Lo hết đời Pháp Hòa thôi, chứ hết mà hết đời mình thôi. Còn đời đệ tử tôi không biết ạ. Thưa thầy, con có đọc trên mạng có nhiều bài viết nói danh từ bà chủ chùa. Vậy thầy có thể quan hỷ giải thích cho con biết thế nào là bà chủ chùa? Sao người ta lại gọi bà chủ chùa ạ? Em cũng xin thành thật, lần đầu tiên em nghe danh từ này. Em cũng đọc kinh sách dữ lắm mà em cũng chưa biết chữ này. Ngay cả ông chủ chùa em còn chưa nghe, lấy gì em nghe bà chủ chùa. Không có cái từ đó đâu. Mà nếu có thì chắc có lẽ là người ta muốn châm biếm ai đó, mình không biết. Nhưng mà mấy cái từ đó không có trong Phật giáo. Ngay cả chữ chủ chùa cũng không có, chứ đừng nói là ông bà gì hết á. Đạo Phật không có xài chữ chủ chùa. Bởi vì mình còn làm chủ mình không được, mà chủ cái gì? Chủ cái chùa. Mà chùa của mình đâu mà làm chủ. Chùa của ai? Của bá gia bá tánh, chứ của mình đâu mà làm chủ. Mình không có làm chủ ai hết á. Có làm chủ nợ thì được. Cái vị mà ở trong chùa, chúng ta không gọi là chủ chùa, mà chúng ta gọi là trụ trì. Trụ trì khác chứ chủ chùa xa lắc. Trụ là ở, trì là giữ. Ở chùa và giữ chùa kêu trụ trì. Còn nếu mà nói cho hoa mỹ, nói cho cao siêu chút nữa là gì phải không? Trụ Như Lai gia, trì Như Lai tạng. Nghe ghê gớm vậy đó. Ở nhà của Như Lai gọi là trụ Như Lai gia, giữ gìn gia tài của Phật gọi là trì Như Lai tạng. Còn nói đơn giản đi, ông giữ chùa, giữ chùa thôi, chứ không có chủ. Này, cái thân này mà còn làm chủ không được, mà mình chủ ai? Nó muốn bệnh giờ nào nó bệnh, nó muốn chết giờ nào nó chết. Thậm chí nó muốn chết qua, nó chắc kiếp chết chứ đâu còn mong chi sống. Không có chủ được ai hết á.
Cho nên Pháp Hòa, mấy vị mà mời Pháp Hòa đi cúng khai trương tiệm đó, Pháp Hòa lợi và cúng, Pháp Hòa nói hôm nay quý thầy rất hoan hỷ tới để chúc mừng và cầu nguyện cho quý Phật tử mở được cửa hàng làm ăn, tạm gọi là chủ tiệm. Nhưng mà nhớ là mình làm chủ tiệm thì dễ, mà làm chủ bản thân khó. Và phải nhớ rằng có hàng chục người làm cho mình để họ đóng vai người làm, để mình được đóng vai làm chủ. Vậy thì khi có người làm mình mới được làm chủ. Không ai còn làm với mình chủ với ai. Quý vị hiểu ý và muốn nói gì không? Mình làm chủ mình phải đối xử với nhân công làm sao? Thì nhân công ở lại với mình sao để mới được gọi mình làm chủ? Nhưng mà mình làm chủ cái gì không cần biết, mà làm chủ chưa được làm chủ mình thì mình chưa làm chủ được. Ví dụ như chủ mình là chủ gì? Chủ cơn giận, chủ cái chức vị của mình. Tôi là ông chủ, tôi là bà chủ, tôi ra lệnh quý vị phải nghe. Thì nếu mà người ta cần việc làm thì người ta nghe, nhưng mà người ta nghe người ta làm mà tâm người ta không phục. Còn mình làm chủ như thế nào mà người ta thương quý mình, mà ta gọi bà chủ, ông chủ bằng cái tấm lòng của người ta. Hai cái đó nó khác. Ngay cả vị trụ trì, người ta tới người ta sợ mình quá, người ta kêu mình trụ trì, mà người ta kêu tại vì cái chức mình trụ trì, người ta kêu trụ trì, chứ còn cái tâm cung kính trụ trì nó không có. Cho nên không có chủ chùa, mà chỉ có trụ trì thôi. Trụ ở đó, gìn giữ cái đó. Hết duyên thầy cứ đi, hết duyên là đi, không có cái gì khổ hết á. Tại vì ở để giữ chùa, lo chùa thôi. Chùa này của bá tánh, mặc dù trên danh nghĩa là tôi đứng ra tôi vận động tôi xây đó, tôi vận động tôi làm đó, nói nghe oai phong vậy đó, nhưng mà thiệt sự ra tôi không có gì hết á. Sở dĩ tôi làm được là nhờ bá gia bá tánh hùng vô tôi đại diện, tôi là người được tin tưởng, được giao phó, tôi làm việc đó. Nhưng mà đủ duyên tôi làm, hết duyên tôi đi. Không có ràng buộc, không có bận rộn. Thầy nào mà bỏ chùa mà rời khỏi cái chỗ đó mà đau khổ với cái chỗ mình làm đó, tôi chưa giỏi. Chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời dấn thân cho đạo pháp. Chỗ nào đạo pháp cần, chúng con đến. Chỗ nào chúng sanh cần, chúng con tới. Không vì danh lợi, xong rồi chúng con đi. Không nề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Cho nên mình không bao giờ có chữ chủ chùa. Trong kinh sách, trong từ điển Phật học không có chữ chủ chùa. Chỉ có chữ trụ trì thôi. Trụ là ở, trì là giữ. Ở chùa, giữ chùa. Nói một cách trang trọng, ở cái chùa đó giữ gìn viền mối của đạo pháp, làm cho chánh pháp được phát huy. Còn thầy ở đó mà thầy bài đủ thứ trò mê tín, để cho người ta bái cúng lại lục mà không giảng pháp cho người ta nghe, thì cái đó chưa đúng chánh pháp. Mà nếu quý Phật tử nào mà đến chỗ nào mà người ta chỉ cho mình ăn mà không cho mình giáo pháp, thì chỗ đó không phải chỗ mình ở. Chỗ nào mà người ta cho mình giáo pháp mà người ta không cho mình ăn, ráng ở. Còn chỗ nào mà vừa cho mình ăn, vừa cho mình giáo pháp, ngu gì cũng ở. Còn chỗ nào không cho mình giáo pháp mà cũng không cho mình đi, ở ăn. Vọt lẹ. Thưa Thầy, cho con hỏi, Phật tử hải ngoại với môi trường và cuộc sống khác rất nhiều so với Việt Nam, thì Phật tử chúng con có bổn phận như thế nào và nên làm gì để gìn giữ và phát triển Phật giáo, để hỗ trợ quý thầy cô chuyên tâm tu tập? Câu này hay đó, nhưng mà nói nhiều lắm à. Thôi bây giờ trước hết nói về căn bản, nếu mình có cái tâm như vậy thì đúng là một Phật tử, nghĩa là mình muốn hộ trì. Người xưa nói như thế này: Phật pháp trường tồn là do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh nhờ đàn việc phát tâm. Phật pháp có phát huy hay không là ở quý thầy, chứ không phải ở Phật tử. Tại vì cái chuyện hoằng pháp lợi sinh là bổn phận của tăng ni.
giữ gìn đạo tràng cơ sở của chùa là chuyện của Phật tử, hai bên làm hai việc. Cũng giống như á, ba đi làm về đem tiền về nuôi gia đình, mẹ ở nhà phải có bổn phận lo cơm nước và dạy dỗ con cái, hai việc làm. Cũng như thế, Phật tử giúp cho quý thầy duy trì ngôi Tam Bảo vì quý vị có đi làm, quý vị có phương tiện vật chất quý vị hộ trì. Còn chư tăng là đầu tư hết cuộc đời mình vào chuyện nghiên cứu giáo pháp để truyền bá lời Phật, giúp cho Phật tử trên năm phương diện. Thậm chí Phật tử buồn khổ, có những vấn đề trong gia đình, mình phải có lời an ủi. Gia đình Phật tử có tang sự, chúng ta phải an ủi, chúng ta phải chăm sóc. Chứ không phải là tôi tu rồi, chuyện đó không phải chuyện của tôi. Nhưng mà lúc mình cần người ta mình réo, lúc hết việc rồi mình không có quan tâm, thì cái đó không phải tâm của người tu sĩ. Cho nên người Phật tử phát tâm phát triển đạo Phật, quý vị muốn phát triển đạo Phật phải không? Trên phương diện cá nhân, mỗi người phải tự nỗ lực tu tập ở nhà, tụng kinh bái sám, nghe pháp, chuyển hóa phiền não. Đó là tự thân mình nha. Trên phương diện đóng góp cho cộng đồng, không tham gia những câu chuyện thị phi thế sự, chuyện tốt chuyện xấu của đạo tràng này đạo tràng kia không được bàn tán. Người ta có rủ mình vô nhóm vô phe cũng không có phe nhóm. Phật tử giữ được cái lập trường đó thì tự nhiên sẽ yên. Mà thậm chí người ta rủ nó, chị mình tu rồi không có phe nhóm, hộ trì Tam Bảo thôi, chỗ nào có chánh pháp chỗ đó mình hộ trì. Còn rủ rì mà rỉ tai đó là mình sai, tại mình làm cho đạo tràng bị mai một, phát triển không nổi nếu mà chúng ta cứ sống kiểu đó. Và chúng ta phải hộ trì giúp đỡ cho quý thầy, là quý thầy đâu có đủ người để mà lo hết cho quần chúng Phật tử. Mỗi người mình phải chăm sóc với nhau. Cho nên nhiều lúc Pháp Hòa rất muốn á, rất muốn điều đó, là mỗi Phật tử mình quan tâm với nhau. Thí dụ bây giờ mỗi người giữ 10 cái số phone, thì mỗi Phật tử có bổn phận phone thăm nhau. Thầy trụ trì không có thời gian, thì Phật tử mình thấy ai không đi chùa phone hỏi thăm. Biết được gia đình chị đó có hữu sự, báo cho thầy trụ trì biết: thầy ơi, chị Năm gia đình chị có chuyện, mấy tuần lễ nay chị không có đi chùa được. Mấy tuần lễ nay chỉ bệnh mà chỉ giấu đó. Thầy mình báo cho thầy trụ trì biết để thầy trụ trì gửi tâm lân mẫn đến Phật tử. Mình là cánh tay nối dài của Tăng Bảo. Còn mình sống ở trong chùa không biết ai hết trơn, ai đi chùa đi cũng đi thôi, tôi không biết. Rồi hỏi tới mình, không, tôi không có thích thị phi. Đó đâu phải chuyện thị phi, đó là mình quan tâm với nhau, mình làm cánh tay mình giúp đỡ. Và thậm chí 2-3 tuần cũng thấy vị đó gọi: chị sao mấy tuần lễ nay chị cũng đi chùa, có chuyện gì không? Phật tử mình lân mẫn với nhau. Cứ mình không cần làm gì. Ở đây hôm qua Pháp Hòa nói chuyện với thầy trụ trì, thầy trụ trì nói mỗi chùa mỗi tông á, Phật tử ta đi về chùa đó, ta lo cố củng cố phát triển cái tông phái đó. Người ta có cách làm việc của người ta rất là hay. Cho nên cái câu hỏi rất hay, rất có lòng. Và mình, bản thân mình trước hết là phải nỗ lực tu tập. Mình muốn phát triển đạo pháp thì bản thân mình phải phát triển tu tập trên ba phương diện: văn, tư, tu. Văn là phải nghe, tư là suy nghĩ đạo lý, tu là hành trì. Mà người nào giữ được ba điểm văn, tư, tu, giới định tuệ thì mình là một Phật tử đóng góp cho đạo tràng, cho Tăng Bảo rất nhiều. Phụ mình cũng là hàng Tăng Bảo, nhưng mà Tăng Bảo tại gia, lân mẫn với người cư sĩ. Có những việc chư tăng làm không được mà quý vị làm được. Pháp Hòa ví dụ như á, bây giờ đang ngồi giảng đây nè, có một nhóm khách ở xa tới. Thí dụ Pháp Hòa đang là trụ trì ở đây đi, bây giờ Pháp Hòa không thể nào ê, mời mấy vị đó vô, Pháp Hòa không làm được. Một Phật tử thuần thành của chùa đây ngó ra thấy có một người, có nhóm khách tới, bước ra liền: A Di Đà Phật, chào quý đạo hữu mới tới. Xin hỏi quý đạo hữu ở đâu tới? Mời ta vô.
Dạ quý tôi ta nói tôi tới lễ Phật, dạ thầy đang giảng sắp xong rồi, quý đạo hữu có thể ngồi đây nghỉ mệt hay là muốn lên tham dự không? Tiếp người ta, thay thầy trụ trì. Ê, có ai mới tới à? Thôi kệ. Làm sao mình phát triển được? Người ta tới người ta thấy không ai ngó ngàng gì tới người ta hết, mà mình là Phật tử. Tự nên Pháp Hòa nói vô tụng thời kinh nè, thầy trụ trì ngồi xuống tụng và Phật tử thuần thành của cái chùa phải ngó nhìn xung quanh coi những người mới tới sao, người ta có kinh tụng không. Tụi mình chỉ biết cuốn kinh mình thôi à, kệ ai em có thôi, mặc mình sống vậy cũng được, nhưng mà cái tâm lân mẫn mình không có. Cái chùa đó sao phát triển nổi nếu mà Phật tử cứ sống kiểu đó. Mình là Phật tử thuần thành, mình phải để tâm tới những người ta mới tới. Thậm chí vô tụng thời kinh, mình mới biết kinh Nhật tụng để đâu, mình mới biết kinh Địa Tạng để đâu. Ngồi xuống là mình phải ngó phía sau, nhất là những người phía sau ta mới tới. Ta không có quyển kinh, mình biết có đâu, đi lấy quyển kinh, thậm chí đang cầm trên tay, nhường cái quyển đó rồi đi kiếm kinh khác đưa cho các vị. Chắc chắn rằng các vị phải có kinh sách, thậm chí lật trang cho người ta luôn. Thấy người ta tới, dạ mô Phật, quý đạo hữu lễ Phật xong, quý vị đi mới tới ở xa, quý vị dùng cơm chưa? Chứ đâu phải là mà hết giờ rồi, hết giờ cơm rồi. Trời đất. Thành thử ra thầy trụ trì ổng không có ba đầu sáu tay, ổng làm được hết đâu. Tăng chúng trong chùa đó, đại chúng, những người thường trụ, những Phật tử trong chùa đó phải có bổn phận làm việc đó. Nếu mình muốn cái đạo tràng mình hưng thịnh, mình muốn cho Phật tử người ta tu tập. Thưa thầy, ai cũng nói đi tu là khổ là cô đơn, mà con thấy quý thầy cô bên Nhật vừa tu vừa làm vừa tu, con thấy khổ cực thật, nhưng con vẫn thấy quý thầy luôn cười hiền hòa để bao dung chúng con mỗi khi về chùa. Có hôm con hỏi một sư cô vì sao cô đi tu khổ cô đơn mà sư vẫn chọn con đường này. Sư cười rồi hát cho con nghe đoạn này: đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Bài này sao giống của em vậy? Sư cô hát hay mà vui lắm thầy ạ. À, đi tu là khổ hay vui thầy ạ? À, thì nhìn là biết rồi. Cái này nó liên quan tới bài kinh nha. Có một hôm á, có một vị cư sĩ tới hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, tại sao tụi con ở ngoài á, ngày ăn ba cử, tối nhiều khi còn ăn thêm, cuối tuần là diện đi chơi, ở nhà coi phim coi nhạc đủ thứ trò giải trí, mà sao tụi con mặt đứa nào cũng nhăn? Còn các thầy á, nhiều khi ngày ăn có một cử mà ngó lại thì cũng cứ đầu hũ dưới rau. Đời sống rất đơn giản mà tại sao các thầy ít nhăn, mà cuộc nhìn các thầy nó có cái vẻ gì nó nhẹ nhàng vô cùng. Quý vị biết Phật trả lời làm sao? Tại vì cái tâm nó không có vướng bận quá khứ khổ đau. Mình nó luôn luôn á, cái gì mình cũng muốn mà mình không lượng sức. Quá khứ thì mình cũng muốn ôm, mà tương lai mình cũng muốn hốt, mà hiện tại mình không có nhớ gì hết. Có không? Trời ơi, nó nói một câu nặng 5 năm về trước rồi vẫn nhớ luôn nha. Tôi nhớ rõ ràng một buổi chiều mưa. Nó mặc cái áo tím, tôi đứng góc này. Tôi đi ngang nó thấy tôi một cái, tôi vẫn nhớ ánh mắt nó tới bây giờ. Ôi trời ơi, vậy mà cái người ta thương mình, ta quý mình chẳng nhớ gì hết trơn. Khổ không? Cho nên Pháp Hòa mới xin phép là mạn phép đổi lời cái bài hát nãy đó. Cái bài đó là Pháp Hòa đổi lời đó: đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ẩn tu. Đời tôi đi tu nên tôi đây lắm an vui, thầy cùng đệ huynh chung nhau xây ánh đào vàng.
Vì tôi biết tu nên tôi đâu còn trách ai, tôi đâu còn giận hoài, vì biết đời luôn đổi thay. Đâu có giận ai hoàn chi, tại vì biết đời luôn đổi thay. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ giác chính ở đây. Chỉ có giây phút hiện tại, quá khứ là qua rồi. Cho nên có vị hỏi, thưa Ngài, thế nào được gọi là tổ? Vị thiền sư trả lời, quá khứ qua không nhớ, tương lai chưa tới khỏi trong, hiện tại chẳng đem lòng dính mắc. Cái gì đã quá khứ nó qua phải không? Tương lai thì mình không biết sao trong. Hiện tại có nắm bắt được cái gì không? Có không? Không. Tại vì bất cứ một cái tích tắc nó thành ra quá khứ, cho nên không nắm được gì hết. Hiện tại cũng không nắm được gì. Thí dụ hiện tại mình là một tài tử thì đừng có dính mắc mình sẽ là tài tử, phải không? Tại vì trong cuộc sống Đức Phật có nói, có nhiều khi tận tài bất tận tử, nhiều khi tận tử bất tận tài. Có nhiều khi tài còn mà tử tới. Tận tài, tài bất tận, tử tận. Nhiều khi tiền của mình còn, nhưng mà cái chết mình đã tới rồi. Cho nên tài tử, nghe tài tử mình thấy có gì đó rất là, cuộc sống rất là sôi nổi hay là cái gì đó. Nhưng mà thật sự Đức Phật nói có những trường hợp tận tài bất tận tử. Mình tiền của mình hết rồi nhưng mà chưa chết. Nhưng mà có nhiều khi tài bất tận mà tử tận. Các thầy không phải không lo, không phải không giận, nhưng mà không có để lâu. Cũng phải lo chứ, không lo ai lo. Nhưng mà biết lo. Lo cái gì cần lo. Ví dụ như ngày mai Pháp Hòa còn chuyến đi, nhưng mà hôm nay Pháp Hòa có hai buổi nói chuyện, Pháp Hòa lo hai buổi này thôi. Giờ này đoàn đi hết rồi, Pháp Hòa không lo, tại vì lo chuyện này. Hiểu không? Pháp Hòa có chuyện để lo, nhưng mà chuyện của ngày mai không phải chuyện bây giờ. Chuyện bây giờ là lo sao đủ sức để nói chuyện như lời mình đã hứa. Con người chúng ta có hai chuyện để lo thôi. Một là khỏe, hai là bệnh. Nếu mình khỏe thì đâu có chuyện gì để lo. Nếu mình bệnh, có hai chuyện để lo. Một là hết, hết bệnh, hai là mình chết. Nếu mình hết bệnh thì đâu có chuyện gì để lo. Nhưng mà nếu mình chết, có hai chuyện để lo. Một là mình lên thiên đường, hai là mình xuống địa ngục. Nhưng nếu mình lên thiên đường đâu có chuyện gì để lo. Nhưng mình xuống địa ngục thì mình sẽ gặp rất nhiều bạn của mình. Chừng đó mình sẽ bận rộn bắt tay mỗi người và không còn giờ để lo. Mình ráng hai câu nổi không? Thôi làm cho đẹp lòng hết đi ha. Thưa Thầy, làm thế nào để vượt qua lòng ganh tị? Ganh tị là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là đố kỵ. Thường thường là mình, trước khi mình tuổi tị mình phải tuổi thân. Sao tôi tuổi thân tôi quá à? Vậy đó, ai cũng thương, còn tôi không ai ngó. Mà tuổi thân là qua tuổi tị gần lắm à. Chữ tị là mình đố kỵ, nghĩa là mình ganh với cái vị đó. Cái chìa khóa đó với cái ổ khóa đó làm việc với nhau. Thì một hôm á, cái ổ khóa nó mới trách cái chìa khóa. Nó mới nói á, cũng cùng là một bộ với nhau, nhưng mà tôi á, thì khổ hơn anh. Chủ nhà đi đâu á, là đem tôi ra móc ngay cửa. Còn anh á, thì được đi theo chủ dân du khắp nơi. Còn tôi mãi mãi cứ đứng ngay cửa đó để cho họ khóa lại. Cái chìa khóa nó nói, trời ơi, anh ổ khóa ơi, thấy anh vậy mà anh cũng có phước hơn tôi. Anh ở đây anh được hít thở không khí, còn tôi cứ chui vô cái quần ngợp muốn chết.
khóa đã xong nhét cái chìa vô. Nhiều khi tôi ngửi đủ mùi mà anh đâu có biết. Cái chìa nó nói với anh khóa ổ khóa vậy đó. Cái thì anh ổ khóa đó tức mình. Một ngày nọ chủ để cái ổ khóa khóa xong, chủ quên, sẵn dịp nó hất cái chìa khóa vô cái thùng rác. Vì nó nghĩ rằng á, tao hất mày đi để mày khỏi theo chủ nữa. Chủ đâu có nhớ, tưởng đâu là mình giữ chìa khóa trong người. Đi vân du một ngày trời về, lục giỏ không có chìa khóa. Bây giờ không có cái chìa thì làm sao mở. Cuối cùng lấy búa đập nát cái ổ khóa để được vô nhà. Mà cái ổ khóa bị đập rồi nó hư thì làm sao dùng lại được. Sẵn cái thùng rác đó, dục cái cốp vô đó. Lúc đó ổ khóa nó gặp lại chìa khóa. Chìa khóa nó nói welcome. Quý vị nhớ câu chuyện không? À, nhớ câu chuyện đó đi để trả lời ganh tị. Mình ganh mình là chìa khóa mà mình ganh với cái ổ khóa. Hay là ngược lại, ổ khóa mà đi ganh với chìa khóa, rồi mình làm cho chìa khóa nó rọt vô cái thùng rác, để nó cuộc đời của nó khỏi cần ai dòm ngó nó nữa. Thì người ta không có chìa, người ta không mở được mình một cách trơn tru, thì người ta phải đập mình thôi. Mà một khi mình mà cái ổ khóa bị hư rồi thì làm sao xài được nữa. Thì mình cũng, cái số phận của mình cũng đi đâu? Cũng đi vô cái thùng rác chung với cái chìa thôi. Mà chẳng những như vậy mình tan nát rồi mới được vô đó nữa. Khi mình muốn nói chuyện này nhiều chuyện để kể quá. Nào cái chuyện ba con rận nó kiện nhau nè. Nào là cái chuyện cái lưỡi nó thưa cái thân nè. Thôi để dành đó đi. Tháng sau qua kể. Khi mà con muỗi nó cắn mình á, mình có thói quen mình làm gì? Đập muỗi. Đập muỗi, đập bài thơ, đập bài tụng kinh muỗi liền. Vì tao, tao phải đập mày. Vì mày mà tao phải đánh mày, đánh tao. Phải vậy không? Con muỗi nó cắn mình đau trên mặt rồi mình giả cái bóp. Con muỗi nó chết nhưng mà ai cũng đau? Mình cũng đau. Vì tao, tao phải đánh mày. Mà vì mày mà tao phải đánh cả hai, là đánh mày, đánh tao. Mình muốn người đã chết, nhưng mình cũng chung số phận đó. Cho nên có nhiều vị nói thưa thầy, bây giờ tôi muốn hại cái người đó vậy đó. Pháp Hòa hay đem một cái ví dụ. Pháp Hòa nói chú, bây giờ cái người chú ghét đó, nó đang đứng ngay cây xăng á. Chú tới chú châm ngòi cho nó nổ cây xăng. Chú nghĩ là cho cái người đó chết. Mà chú đâu có biết rằng cái người chết của mình sao chạy sao kịp. Nó nổ là mình cũng dính luôn. Mà chẳng những người đó chết, chú chết, mà người xung quanh đã ảnh hưởng. Có đôi lúc mình sống, mình không cần phải thế thiên hành đạo ra tay gì hết trơn. Nhân quả nó đều có mặt. Cái ganh tị nó làm con người mình xấu, chứ không có đẹp gì hết trơn á. Như hôm qua Hòa thưa đó, mình đã nghèo cái gì? Nghèo tiền của rồi, mà nghèo luôn tâm hồn là ganh tị. Thì không nên. Cho nên á, trong cuộc sống của chúng ta, Bồ Tát Phổ Hiền cũng biết cái tâm này, cho nên Ngài hướng dẫn chúng ta phát cái nguyện tùy hỷ công đức. Công đức tùy hỷ nó lớn bằng với cái người làm. Tại vì sao? Tại vì cái người làm á, họ có của họ làm, mình không của, mình tùy hỷ theo, tương đồng. Cho quý vị nhớ không? Cái nguyện của 10 nguyện Phổ Hiền, trong đó nguyện thứ mấy? Nguyện thứ mấy tùy hỷ công đức là ai nhớ? Đọc lại từ đầu. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức. Trong kinh Pháp Hoa cũng nói phẩm tùy hỷ công đức, phải không? Mình làm cái người ta làm điều đó, mình không làm được điều đó, mình tùy hỷ. Cái bài khấn nguyện nè: cho con biết khiêm hạ, không nói lỗi của người, tự thấy mình nhỏ nhoi, việc tu còn kém cỏi.
cho con biết vui với cái vui của mọi người, cho con biết thấy thấy người khác thành công như chính mình làm được. Cho nên á, cái gì mình làm không được, mình thấy người khác làm mình cứ vui đi, mình cứ tùy hỷ theo. Hồi ở Việt Nam á, có một cái người đó đó, sống trong một gia đình 50 gia đình mà 49 gia đình nghèo, giàu hết, con mình họ nghèo à. Thì cái người hàng xóm đi tới chơi mới nói, ủa trong cái xóm này ai cũng giàu mà có mình anh nghèo, mà sao anh không có phiền não, anh không có bực bội? Nói, cái người trả lời sao biết không? Tôi đâu có gì để bực bội, mà tôi thấy tôi khỏe lắm. Ở trong xóm này 49 gia đình giàu, có mình tôi nghèo à. Không lẽ 49 này người này không nuôi nổi tôi mỗi ngày chén cơm? Do tôi không ganh tị với ai, tôi mỗi ngày tôi sống tôi vui vẻ với làng xóm của tôi, cho nên tuy tôi không của để giữ, họ giữ hết trơn rồi, tôi khỏi lo. Nhưng mà ngày nào họ cũng cho tôi cơm ăn. Tết á, người cho tôi cái áo, người cho 49 nhà, không lẽ không có tới 20 nhà tặng quà tôi sao? Họ không cho tôi được cái gì sang trọng, nhưng họ biết tôi cần cái gì, họ cho đúng cái nấy. Cho nên thấy tôi nghèo chứ tôi giàu, mà thậm chí nói tôi trung lưu, không cần giữ. Họ có của họ giữ, tôi không của khỏi giữ, họ giữ giùm tôi. Tới ngày tháng họ đưa tôi xài. Quý thấy được chừng đâu? Cho nên tùy hỷ công đức. Tại sao ở trong chùa Việt Nam mình ở cái thùng tiền để cúng dường, tại sao mình không có để gì, mình để tùy hỷ công đức? Hai cái nghĩa chữ tùy, anh vui vẻ tùy lòng bỏ vô đó bao nhiêu cũng tốt, người khác thấy anh bỏ bao nhiêu cúng dường tùy hỷ đều tốt. Thưa đại chúng, cái người người làm và người tùy hỷ nó giống như cây đuốc mà mồi vậy đó. Cây đuốc mồi lên, 100 cây đuốc khác tới mồi không hề có nao núng. Cây đuốc gốc cũng không bao giờ vì 99 cây đuốc kia mà nó bị hao mòn lửa, nó vẫn là như vậy. Con có người, con và người ấy làm chung một chỗ làm, người ấy thấy con hiền ít nói, ấy ơi người ấy là ai? Nói cho ấy nghe với. Con và người ấy làm chung một chỗ làm, người ấy thấy con hiền ít nói, người ấy có hỏi mượn tiền con. Con vui vẻ cho người ấy mượn, không trả, thời gian lâu không thấy trả, con có nhắc người ấy lại hẹn. Sau này con nhắc lại lần hai, người ấy lại trả lời không có mượn. Lúc đó em người ấy xuất hiện bên người ấy và nói ngược lại là con mượn tiền của họ. Họ dựng chuyện không nói có, chuyện có nói không. Mẫu người như vậy theo đạo Phật có tội không thầy? Họ tai ngược dữ lắm thầy ơi, con rất bức xúc, xin thầy quan hỷ cho con lời khuyên, chắc muốn thầy đi phùng đi đánh lộn hay sao? Thật ra trên cái nhìn bình thường là người này có lỗi không? Cái người mượn tiền ta không trả người ta mà còn dựng chuyện nói người ta mượn của mình, thế trên dĩ nhiên là có lỗi rồi. Nhưng mà trên cái phương diện nhân quả mình không thấy được, biết đâu chừng đời trước mình cũng mượn của người ta, rồi mình cũng quỵt, rồi mình cũng dựng chuyện mình nói người ta, phải không? Thành thử ra ấy ơi tại ấy không biết á. Để ấy này nói cho ấy nghe nha. Ấy mà thấu đạo lý nhân quả rồi lại không có buồn nữa. Thôi bây giờ nếu như mình nghĩ là người đó có tội, tâm mình còn gắn tội cho người, chưa đủ từ bi, đừng nghĩ gì hết. Thôi bây giờ người này đã gạt tiền mình, nhưng thủy chung mình cũng không đến nỗi tán gia bại sản gì hết, mình vẫn bình thường. Bất quá mình biết người này là như thế nào, mình không có giao tiếp nữa. Cái điều thứ hai, thay vì mình nghĩ anh là người có tội, anh sẽ đọa địa ngục, anh sẽ trả lại cho tôi, đừng gặp ấy nữa, mệt lắm. Thay vì vậy nghĩ thôi, xóa sổ. Có thể đời trước tôi mượn của người này, tôi không trả, thôi giờ may phước là tôi có khả năng trả, và tôi vẫn, cuộc sống tôi vẫn bình an. Nghĩ như vậy đi, để tâm mình nhẹ nhàng, không bắt
không có để cho người ấy làm một cái nặng nề trong thân thể của ấy nữa. Ấy nhớ không? Mà nếu mà người ấy mà lần sau gặp lại ấy á, người ấy rất là ấy nấy. Cái người mà sống mà tâm bao dung á, cái tâm bao dung á nó mới quan trọng. Chúng ta thường gọi là lượng cả bao dung. Chúng ta có một cái bài tán Phật: Đức Phật là cái người mà lượng châu xa giới. Cái lòng từ bi, cái lòng độ lượng của Phật á, ôm ấp cả thái hư này. Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không. Hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Thí dụ bây giờ người đó người ta làm gì mình á, mình thay vì mình nói là anh đó, đời này tôi không có làm gì anh hại tôi, anh thiếu nợ tôi, đời sau anh sẽ trả lại cho tôi. Thì mình nói như vậy nghĩa là mình bắt buộc cái món nợ này sẽ gặp mình nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, ở đời mà cho mượn nợ thì dễ, mà đòi nợ thì rất là khó khăn. Đời sau mà mình muốn đòi họ đâu phải dễ đâu. Họ cũng làm cho mình trầy da tróc giấy rồi mới trả chứ. Thôi thì tại sao mình không xóa luôn giờ đi? Mình xóa bây giờ là tại sao? Vì anh lấy tiền của tôi, chị lấy tiền của tôi. Nhưng thật sự tới bây giờ tôi đâu có thiếu thốn, tôi vẫn cuộc sống, tôi vẫn bình an. Nghĩa là tôi xem như là tôi đã cúng dường, tôi đã thân tặng cho chị. Không nghĩ gì nữa hết. Như vậy để có tâm mình bình yên. Và nếu như có nhân quả nữa thì đời nà đời mình không có kết với người đó, mình không gặp nữa. Kết thì gặp nữa, tưởng sao đòi lại 20 bạc. Cho nên cực khổ lắm. Cho nên không cần. Có một vị Phật tử mới vừa rồi qua đi giảng, thì cái cô này cũng hỏi Pháp Hòa vậy nè. Là bởi vì cô thắc mắc một điều là trên thế gian này người ta vẫn biết tiền của là vật ngoài thân, vậy mà tại sao có người bo bo giữ mà không cho? Cổ mới nói á, cái người đó hứa làm từ thiện với con, cúng 5.000 làm từ thiện, cuối cùng đổi lời hứa không đưa. Bây giờ con không biết làm sao con xả. Và hỏi Pháp Hòa chứ tại sao người ta vẫn biết đời này là vô thường, của cải là vật phù du, mà tại sao họ tiếc hoài, họ không có chịu đưa? Thì nếu mà trả lời mình nói trời ơi, người ta mới có hứa thôi, lời hứa mà bác cũng giữ hoài, bác không xả. Còn tiền người ta không xả là phải rồi. Chị ta có mới có hứa thôi mà mình cứ giữ hoài trong lòng mình không xả. Phải không? Thành thử ra trong cuộc sống chúng ta phải để ý cái đó. Nhiều khi chúng ta rất là mỗi đòi lại một cái nhỏ để cuối cùng làm gì? Xài không được. Pháp Hòa ví dụ như á, hồi đó mình cho người ta mượn 100 đồng tiền Việt Nam. Giờ qua đây gặp, ê bữa tôi cho 100 đồng tiền Việt Nam trả lại. Người ta đưa mình 100 đồng tiền Việt Nam đâu có xài được ở Nhật. Thì cầm chi 100 đồng tiền đó mà lại mang tiếng đi đòi nợ người ta. Phải không? Mà cũng không xài được. Thì cũng giống trường hợp này. Thôi thì hôm nay cũng cảm ơn ấy gửi câu hỏi lên ha. Thì ấy cũng cố gắng trả lời cho ấy biết. Nếu mà được thì ấy bỏ qua luôn đi. Đó, cho nó vui nhà vui cửa nghe ấy. Rồi, hết giờ rồi ấy ơi. Thôi thưa đại chúng, bây giờ cũng hết câu hỏi rồi. Thì Pháp Hòa xin cảm ơn, trước hết là con cảm ơn Thầy Trụ Trì, Chư Tăng Ni Bổn Tự cũng như quý đồng quý Phật tử tại Chùa Đại Nam đây đã hết lòng tạo duyên cho chúng con trong 2 ngày nay để có cơ hội thăm chùa và thăm quý Phật tử. Đặc biệt là cảm ơn quý đạo hữu, quý anh chị em Phật tử xa gần hay tin Pháp Hòa về đây. Trong suốt 2 ngày nay các anh chị không quản ngại đường xa, phơi nắng dày sành đạp sỏi về đây để mà cho Pháp Hòa được cái cơ hội thăm quý vị, chia sẻ quý vị. Chúc cho quý vị được an vui. Quý vị có hoan hỷ vui vẻ không? Rồi, một phần.